Cái gì? Mình thụ thai nhân tạo rồi. Thiếu nữ 18 tuổi chưa từng ngủ với trai do bác sĩ thụ tinh nhân tạo cho nhầm người, nên mang đứa con của chủ tịch. Khi cô gái Âu Sầu định bỏ thai, thì vợ trước cưới của chủ tịch tìm cô ấy đưa 5 triệu yêu cầu cô sinh đứa bé ra, bởi vì đó vốn là con của cô, tất cả là do bác sĩ nhầm lẫn. Lúc này cô gái mới hoảng hồn. Con của chủ tịch à? Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng trà xanh chỉ cho cô 3 ngày, cảnh cáo cô không được cho chủ tịch biết, nếu không sẽ giết cô. Không ngờ chủ tịch đã nhìn thấy hết, hóa ra vì lý do sức khỏe chủ tịch đã chữ lạnh nói giống nhưng lại bị trà xanh lén lấy trộm định lấy đứa con ép cưới chủ tịch thế nhưng vì vài sai sót mà cô gái kia lại mang thai để điều tra rõ sự việc chủ tịch cản đường cô gái cô gái thấy chủ tịch bất ngờ quá nên suýt lộ tẩy xếp dung anh biết hết rồi à xin lỗi xin lỗi tôi cũng là người bị hại chỉ là tai nạn thôi tai nạn gì cô quen thẩm uyển từ hà lúc nãy các cô nói gì xem ra xếp dung chưa biết chuyện mình có thai Sếp Dung, tôi là nhân viên của anh, cô Thẩm là vợ chưa cưới của anh. Lúc nãy tôi gặp nên chào hỏi thôi, thế nhưng lại có một tai nạn. Hai người vô tình hôn nhau. Cô gái hoảng sợ co giò chạy để xác nhận trà xanh có mang hay không, chủ tịch đưa cô ta đến bệnh viện. Thằng Đê Tiện dám kéo tôi, nếu đứa bé có gì anh chịu trách nhiệm nổi không? Trà xanh sợ lộ chuyện, định đến bệnh viện mình quen kiểm tra, để tiện làm giấy tờ giả, nhưng sao qua mắt chủ tịch anh bảo trợ lý dẫn cô ta đi vì thế cô ta vội vàng giải thích đúng là cô đã lừa bọn họ vì thụ tinh thất bại rồi không ngờ ông nội chủ tịch lại thụ tinh thất bại à ông nội nghe nói mất cháu cố thì lập tức dục chủ tịch kết hôn với trà xanh để dùng các biện pháp y học khác cho mình được bế cháu cố nhưng chủ tịch lại nói với ông nội mình sẽ không cưới trà xanh không cưới vợ luôn không ngờ ông nội lại uy hiếp buộc chủ tịch phải sinh con nối dõi chủ tịch không phải thất bại mà bác sĩ bơm cho nhầm người, bơm nhầm vào cô gái này. Tôi cũng là người bị hại, do nhầm lẫn mà thôi. Đó là tai nạn mà cô ta nói à? Đi tìm cô ta, vâng. Kiều An. Cô dám nói với anh Dung. Đợi đó cho tôi. Trên đường về nhà, cô gái bị trà xanh thuê người uy hiếp, cô liều mạng phản kháng, nhưng vẫn không thoát nổi. Khi hắn định giết người diệt khẩu, người của chủ tịch xuất hiện và đưa cô đến gặp chủ tịch. Sếp Dung, anh tìm tôi có việc gì? Nghe nói. Cô mang thai con tôi. Lần trước tôi nói rồi. Chỉ là tai nạn thôi. Tai nạn. Cô chắc chắn cô không mua chuộc bác sĩ sao. Dù sao hôm đó cô đã mặt giày hôn tôi trước cổng bệnh viện. Nói đi. Muốn bao nhiêu? Anh bớt tự luyến đi. Tôi không cần tiền của anh. Do lần đó anh buông tay lái. Nên tôi mới ngã đầy chứ. Không cần tiền. Vậy thì... Cô muốn quyến rũ tôi. Đúng không? Anh làm gì thế? chủ tịch người bắt cóc cô kiều là là thẩm uyển tử sáng mai tôi đưa cô đến bệnh viện phá thai ngày hôm sau cô gái được phẫu thuật bác sĩ nói với chủ tịch cô gái mang thai song sinh không ngờ chủ tịch vẫn không đổi ý cô gái không có quyền nói chỉ có thể khóc trong bất lực bỏ đi là tốt nhất đỡ mất công tôi nghĩ cách phá khi cô gái mở mắt ra chưa kịp chấp nhận sự thật thì mẹ cô đã gọi đòi tiền cô bác sĩ dục nộp tiền nữa rồi nói hôm nay không nộp là đuổi em con ra ngoài, mau đi tìm bạn mượn thêm tiền đi, nghe rõ chưa? Alo, mẹ. Nhưng cô đã mượn sạch tiền bạn bè rồi, khi cô gái đang u sầu, chủ tịch đi vào phòng, cô gái như bắt được cọng rơm, bảo anh nể tình đứa con, cho cô mượn ít tiền, vì thế chủ tịch càng chắc chắn, cô gái muốn moi tiền mình, nói. Bao nhiêu? Một trăm nghìn. Tám mươi nghìn cũng được. Đợi tôi có tiền, tôi sẽ trả lại mà ký tên lan tay thỏa thuận trước hôn nhân đợi sinh song song ly hôn cầm 100 triệu và biến con vẫn còn sao cô bớt diễn đi con còn hay không cô không cảm nhận được à bây giờ cô vui lắm đúng không có thể lấy con làm cái cớ để moi tiền tôi trong này có 300 nghìn chắc đủ cô tiêu rồi hóa ra chủ tịch giả vờ phá thai là do lo trà xanh làm hại đứa con nên mới làm thế để cô ta tin đứa trẻ đã chết rồi ngoài ra anh không tin đây chỉ là trùng hợp sợ rằng có người cố ý hãm hại mục đích là khiến anh không có con nên anh bảo trợ lý âm thầm điều tra đồng thời phải giữ đứa bé trong bụng cô gái được bình an thế là cô gái cưới chủ tịch được anh đưa về biệt thự có người làm chăm sóc riêng anh dặn cô gái phải giữ bí mật đừng tiết lộ chuyện có thai sếp dung chỉ đang cho người điều tra bác sĩ thụ tinh kia xem ra thụ tinh thất bại rồi Vâng. Thẩm Uyển Từ bị người của chúng ta bắt rồi, cô ta không có thai. Nhưng mà, chúng ta cũng không rõ. Vì sao bác sĩ kia lại biến mất kỳ lạ như thế? Ra ngoài đi. Quả nhiên chủ tịch đoán đúng, tất cả là do anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch làm, để chủ tịch không có cơ hội làm bố. Như thế anh ta sẽ trở thành người thừa kế. Nhưng tạo hóa cho người, anh ta không thể ngờ kế hoạch hoàn hảo của mình. Lại khiến người yêu phải trả giá. Ba năm trước, anh ta từng gặp cô gái khi đi du lịch, hai người nảy sinh tình cảm nơi đất khách cô gái lấy hết can đảm tỏ tình nhưng người đàn ông tự tin về thân phận nên bỏ chạy bây giờ anh ta cố gắng tạo dựng được sự nghiệp và vẫn nhớ mãi cô gái năm đó quyết tâm sẽ không buông tay nữa vì thế anh về nước vào ngày họp báo tập đoàn kiều an mộ ly sao anh lại ở đây cô gái không ngờ lại gặp lại chàng trai năm xưa trong tình cảnh này lúc đó em chờ lâu lắm đúng không không có em đi tìm anh thì không thấy anh đâu nên đi luôn khi hai người đang hàn huyên, thì trà xanh phát hiện nên giở trò châm chọc. Liệu có phải Kiều An hợp mưu với anh hai để mang thai không nhỉ? Thực ra là cô ta mang thai. Con trai của anh hai. Trong ba anh, anh Dung là người muốn giết anh hai nhất. Kiều An. Cô chết chắc rồi. Đúng rồi Mộ Ly. Đây là buổi công bố sản phẩm mới của Dung Thị. Sao anh lại ở đây? À, anh. Không ngờ nhị thiếu ra nhà họ Dung lại quen nhân viên quành của công ty a à chỉ ba năm rồi không gặp cậu vẫn ghét anh thế à dù sao thì tôi rất ghét anh ghét như thứ dơ bẩn ở dưới cống không được thấy ánh mặt trời vậy xem ra hôm nay em trai không hoan nghênh anh lắm kiều an rất vui được gặp lại em rảnh thì đi ăn được cô thân với dung tu viễn lắm à tôi quen mộ ly trong chuyến du lịch vào ba năm trước xếp dung tôi thể tôi thực sự không biết đó là anh hai như kỹ thân phận của cô tránh xa anh ta ra nhưng cô gái được chỉ định thiết kế nhẫn cho anh hai khi anh ta định nhân cơ hội thổ lộ lòng mình chủ tịch đột nhiên xuất hiện bảo cô đến phòng mình hỏi cô đang làm gì cô gái nói mình chỉ làm việc bình thường chủ tịch không muốn cuốn cô vào nên nói với cô anh hai không hề thích cô anh ta tiếp cận cô với ý đồ xấu nhưng cô gái nghĩ đó là quyền của mình chuyện của anh em họ không liên quan đến cô cô nhắc chủ tịch tuân thủ hợp đồng đừng can thiệp vào việc riêng của mình thế cô có biết dung tu viễn tiếp cận cô là để hại con cô không tôi không biết anh và anh trai có hiểu lầm gì nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không hại đứa trẻ thay vì đề phòng mộ ly thì trong chừng vợ chưa cưới anh đi Thế nên, cô muốn lôi Dung Tu Viễn ra chọc điên tôi. Ép tôi từ hôn thẩm Uyển Từ à? Chủ tịch, anh bị ấm đầu à? Ý tôi không phải thế, ý tôi là, anh và cô thẩm xứng đôi lắm, phải nắm chặt tay nhau. Biết ngày là cô không an phận mà. Alo. Giúp tôi thuê vài người. Chủ tịch, bên Thụy Sĩ sắp xếp xong rồi, đến lúc đó sẽ đưa cô Kiều từ Paris đến Thụy Sĩ chờ sinh, anh cứ yên tâm. Thẩm Uyển Từ đã làm tôi đau đầu rồi. Giờ lại có thêm Dung Tu Viễn. Cô ấy ở lại đây chỉ tổ thêm rắc rối. Phải đưa cô ấy ra nước ngoài sớm thôi. Alo. Cái gì? Chủ tịch. Cô Kiều bị bắt cóc rồi. cô thầm. Cô làm gì thế? Bắt cóc là ở tù đấy. Ai bảo cô không lo làm người tử tế, mà đi làm tiểu tam cướp chồng chưa cưới người khác. Cô thầm, cô hiểu lầm rồi, tôi không có cướp chủ tịch. Hai người nói chuyện trong văn phòng. Tôi nghe thấy hết rồi, cô dám bảo anh Dung, từ hôn tôi. Con hưởng ra đó làm gì, ném cô ta xuống cho tôi cô thẩm cô yên tâm các anh định làm gì con khốn chạy nữa đi chảy máu rồi kìa quả nhiên cô chưa phá thai cô thẩm tôi đau bụng quá đưa tôi đến bệnh viện được không vậy đợi cô và đứa bé rơi xuống dưới chết hết tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện kiều an đừng có chuyện gì nhé đừng mẹ ơi bọn con đau quá thật sự rất đau tại sao mẹ không cứu bọn con tại sao lại làm bọn con chết Tụi mày đều đáng đời. Ai bảo mẹ tụi mày làm bé ba? Vì tiền mà cướp chồng chưa cưới của người khác, cô ta chính là kẻ đầu sỏ. Hại chết tụi mày. Mẹ không. Mẹ không làm thế. Cô tỉnh rồi à? Con đâu? Con đâu? Không sao nữa rồi, cô Kiều, cô và đứa bé đều không sao, lúc xếp đều cho ra, cô bị bắt cóc lên sân thượng, đã cho người lắp túi khí an toàn bên dưới. Con yêu. Các con thật sự rất dũng cảm. Suýt nữa mẹ đã không bảo vệ tốt các con. Nhưng may mà bố các con đã lo liệu chu toàn. Sao cô ấy lại có thể vô tâm vô phế như thế? Cô có ngốc không thế Cô bị thẩm uyển từ bắt cóc, cô không biết báo cảnh sát à? Sếp Dung, anh có thời gian ở đây trách tôi, sao không quản lý cô vợ chưa cưới thất đức của mình đi? Cô Kiều, lúc sếp thấy cô ngã từ trên tầng thượng xuống, cậu rảnh lắm à? Cần cậu nói hả? À? Sợ quá rồi kìa, anh ấy ở bên cạnh cô, cả đêm không ngủ đấy, tôi cũng không ngủ. Sếp, anh nhẹ thôi. Sợ cái gì chứ? Có sợ thì cũng là sợ con anh ta không còn nữa thôi. Anh Dung, Kiều An sao rồi? Anh Dung, đau em. Thẩm Uyển Tử, nếu cô còn dám giở trò nữa, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước ngay sao anh quan tâm kiều an thế anh chưa từng vì bất cứ người phụ nữ nào mà đối xử với em như thế có phải đứa bé trong bụng cô ta vẫn còn không có phải đứa bé trong bụng cô ta vẫn còn không cô thẩm con của cô kiều đã bị phá rồi cô tận mắt nhìn thấy cô ấy bị đưa vào phòng phẫu thuật xếp tức giận như thế là vì cô làm như vậy nếu bị truyền thông tung ra cô biết sẽ có hậu quả thế nào không anh dung chỉ vì em quá yêu anh, không muốn anh bị người phụ nữ khác cướp mất. Mẹ em thương anh nhất mà. Anh làm thế với em, bà ấy sẽ đau lòng đó. Cô còn dám giở trò, đừng trách tôi không giữ thể diện cho mẹ cô, cút đi. Ăn nhiều canh vào. Mang thai hai đứa bé, mà gây như thế này thì sao mà được. Cô thẩm đó, từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, Tuy hứng lắm. Bây giờ cô ta đã dám làm như thế, nếu cô và thiếu gia ly hôn, thì đứa bé phải làm sao đây? Xem ra, mình phải bảo Dung chỉ viết một bức thư đảm bảo, đảm bảo bọn họ sẽ tốt với các con. Kiều An, ngày mai có thời gian ăn cơm, chúng ta thảo luận chi tiết thiết kế quả đi. Nào, ngồi đi, có hơi lạnh đổi vị trí đi mặc cái này vào không cần không cần nghe lời đi nếm thử gan ngỗng ở đây xem ngon lắm đó được thế mà còn nói không quen ăn đầu tây tôi thấy là quen lắm đó chứ a à chỉ cô thấy cháu và uyển từ đều không còn nhỏ nữa hay là hai đứa mau chóng tổ chức hôn lễ đi cô đã xem hoàng lịch rồi Ngày 2 tháng 10 là ngày lành. Hay là tổ chức vào ngày đó đi. Cô. Cô cũng biết quy định nhà họ Dung đó. Bố cháu mới qua đời, bọn cháu phải giữ hiếu 3 năm. Trong vòng 3 năm, không thể tổ chức chuyện hỉ gì hết. Anh Dung, đừng nói là 3 năm, dù là 3 tháng em cũng không muốn đợi. Bây giờ anh là chủ nhà nhà họ Dung, hay là anh sửa quy tắc đi? Quy tắc chính là quy tắc, nếu con cháu sửa đổi bừa bãi, thì làm gì còn có uy nữa cô muốn tôi không thể làm chủ nhà họ dung nữa à à chỉ uyển từ chỉ tiện mùng nói vậy thôi cô thấy tuy hai đứa chưa đăng ký kết hôn nhưng đã đính hôn rồi thì cũng coi như là vợ chồng hay là để uyển từ đến nhà cháu ở đi cô đâu phải cô không biết trước khi cháu hoàn toàn khỏe mạnh thì không thể chạm vào phụ nữ nhưng cô yên tâm đi vợ chưa cưới của cháu chỉ có một mình uyển từ thôi sẽ không có người thứ hai Kiều An, em yên tâm, đây là lần đầu em tham gia triển lãm ở Paris, với tư cách là nhà thiết kế chính thức, anh nhất định sẽ quảng cáo thật tốt cho em. Cảm ơn anh, không cần khách sáo, An An. Thật ra, sau khi về nước, anh vẫn luôn tìm em. Tìm em ư? Sau chuyến du lịch này, bệnh tình của bố anh bỗng dưng trở nặng, anh đi nước ngoài chữa bệnh với ông ấy, sau khi về nước vẫn luôn muốn liên lạc với em. Nhưng điện thoại em cứ tắt máy mãi. Đó là vì sau khi em tốt nghiệp đã đi kinh đô làm việc nên đã đổi số điện thoại. Hóa ra là thế à. May mà cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, An An. Lần này anh nhất định sẽ không từ bỏ em nữa. <laughs> sếp dung sao anh lại ở đây cô tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì à hả nghĩ gì là nghĩ gì có phải cô biết tối nay tôi sẽ về nên cố ý mặc thế này để quyến rũ tôi không anh hiểu lầm rồi tôi mới tắm xong mà tôi mà biết anh về chắc chắn tôi sẽ trùng áo phao ra ngoài đi mặc đồ đi cảm ơn sếp dung tôi té đây tôi lui anh đứng dậy đi nặng muốn chết anh làm gì đấy anh ra ngoài đi tôi phải đi ngủ rồi với ai cái gì đương nhiên là một mình tôi rồi cô chắc chắn không không phải nói anh ta bất lực chuyện đó sao chuyện này là như thế nào sếp chúng ta chỉ là hợp đồng thôi trong hợp đồng kết hôn anh không thể chạm vào tôi ban ngày cô lôi dung tu viễn ra để kích thích tôi buổi tối lại mặc thế này quyến rũ tôi không phải cô muốn làm người phụ nữ của tôi sao? Anh ra ngoài gì? Tôi còn chưa đầy 3 tháng mà. Nếu còn muốn đi tham gia triển lãm trang sức Paris, tốt nhất cô nên cách xa dung tu viễn ra. Sếp, sao anh lại đến thế? Cuối tuần không đi chơi với vợ chưa cưới sao? Tôi bảo cô cách xa dung tu viễn ra. Cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tay à? Sao anh ta biết Mộ Ly hẹn mình? Tôi và Mộ Ly đi câu lạc bộ mus, Hôm nay có tiệc cho nhà thiết kế. Tôi muốn đi học hỏi thêm. Không cho đi. Đây là chuyện riêng của tôi. Anh không thể can thiệp vào tự do của tôi. <laughs> tôi và Mộ Ly đã hẹn với nhau rồi, anh ấy sắp đến rồi. Nhắn tin cho anh ta đi. Không được đi. Tôi không phải nô dịch của anh. Tuy anh là sếp của tôi, nhưng quyền lực của anh chỉ giới hạn trong công việc thôi. Ở ngoài công ty, chúng ta bình đẳng, anh không có quyền yêu cầu tôi. Tôi không những là sếp của cô, mà còn là chồng của cô. Vợ của tôi sắp ngoại tình rồi, tôi có quyền cấm cô ấy tiếp xúc với người khác giới. Anh từng nói, tôi không phải vợ của anh. Nếu anh muốn yêu cầu tôi như thế thì anh lấy mình làm gương, hủy bỏ hôn ước với cô thẩm trước đi. Giữa hai ta, không bao giờ bình đẳng hết, nhắn tin cho anh ta ngay. Nếu không, tôi sẽ đóng băng hết thẻ ngân hàng của cô. Bác sĩ lại dục nộp tiền rồi, đi vay tiền bạn con ngay đi, nghe thấy chưa? Hài lòng rồi chứ, Đây không phải hôn mà là sự trừng phạt dành cho cô. Trước khi đứa bé chào đời, cô không có quyền, chỉ có thể làm theo lời tôi. Đồ khốn sao anh ta vẫn ở đây không phải là sợ mình ra ngoài nên giám sát mình đó chứ tự do từ giờ đã không còn nữa rồi sếp anh vẫn còn ở đây à chào mừng anh ăn rồi hãy đi tôi ở nhà tôi còn cần cô chào mừng à Thiếu gia, bây giờ đang thịnh hành vụ thai giáo. Sau này, cậu hãy đến đây nhiều vào để làm thai giáo. Cho cô Kiều và hai đứa bé. Trời đất, đừng có mà đến đây nhiều. Tốt nhất là đừng có đến. Vừa tỏ ra ấm ở e ngại lại vừa bảo thím lưu nói đỡ cho, nhiều cho thật đấy. Gan ngõng lần trước ngon không? Không phải chứ. Vụ này vẫn chưa xong à? ngon hơn so với tưởng tượng một chút tháng sau đi châu âu ngày nào cô cũng có thể ăn món pháp đây đều là trang sức do tôi thiết kế mọi người có thể xem xem cái này đẹp thật đó xem giai đoạn quảng cáo của kiều an rất được hoan nghênh cô ấy thật sự rất ưu tú đúng chứ người bình thường mà thôi cũng phải cậu đã có uyển từ rồi nếu còn thích người phụ nữ khác chắc chắn sẽ gây ra sóng gió ở nhà họ dung đấy xem ra tôi vẫn may mắn hơn thích ai đều có thể mạnh dạn theo đuổi theo đuổi loại phụ nữ thế này sẽ khiến nhà họ dung mất mặt cậu mới là chủ nhà nhà họ dung chỉ cần cậu không phản đối ai sẽ thấy mất mặt chứ sao anh lại giúp kiều an quay đoạn tuyên truyền tốt như thế không phải muốn cô ta làm chị dâu em đó chứ anh đang theo đuổi cô ấy nếu thành công cô ấy sẽ là chị dâu em anh dung em thấy anh hai chỉ muốn chơi đùa cô ta thôi anh thấy sao không liên quan đến tôi chết tiệt bây giờ sẽ bắt cô ta về khách sạn anh đang theo đuổi cô ấy nếu thành công cô ấy sẽ là chị dâu em sếp dung anh gấp rút gọi tôi về như thế là muốn khen tôi hay là thăng chức tăng lương cho tôi sao tay lại chảy máu thế có hỏng thuốc không để tôi đi tìm tôi đã sắp xếp máy bay đưa cô đi thụy sĩ rồi sau này cô sẽ ở đó đợi sinh tôi không đi tôi và anh chỉ là quan hệ hợp đồng anh không có tư cách yêu cầu tôi đi hay không không đến lượt cô quyết, đi Thụy Sĩ là an toàn nhất cho bọn trẻ rồi, hù chi, đỡ để cô trêu ong gạo bướm. gian díu với người khác. Nên đây là mục đích, anh gọi tôi về sao? Anh không có tư cách quản lý tôi, anh muốn ly hôn, hủy bỏ hôn ước với anh. Trước khi đứa bé chào đời, cô không có quyền lựa chọn. Hoặc là ngày mai cô tự lên máy bay. Hoặc là tôi giúp cô lên máy bay. Khốn khiếp. Cô tưởng cô thoát khỏi chỗ tôi là sẽ giành được trái tim dung tù viễn sao. Anh ta vốn không hề yêu cô. Anh ta chỉ đang lợi dụng cô. Tôi và Mộ Ly biết nhau từ ba năm trước rồi. Anh ấy là người như thế nào? Tôi hiểu rõ nhất. Anh ấy là người tốt với tôi nhất trên đời này. Anh ấy tốt hơn anh hàng ngàn, hàng vạn lần. Hơn hàng ngàn. Hàng vạn lần ư. Được. Vậy tôi sẽ khiến cô không thể gặp lại anh ta nữa. Người đâu? Đưa cô ta đến sân bay. cô kiều cô đã xong chưa cô kiều mấy anh đợi tôi một lát tôi ra ngay đây dung chỉ tôi sẽ không theo anh bi thụy sĩ đâu cô kiều thu dọn hành lý cần lâu thế sao bên ngoài đều là người của chúng tôi cô mà có ý đồ gì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi à tôi đau bụng tôi ra ngay đây mấy anh đợi tôi thêm một lát nhé ở đây cao thế này một khi mà có sự cố gì, thì sẽ là một xác ba mạng. Mặc kệ đi. Cô Kiều, cô xong chưa thế? Mộ Ly, em gặp chút rắc rối. Sếp, không hay rồi. Sếp, không hay rồi. Cô Kiều trèo cửa sổ chạy trốn rồi. Cái gì? Đang ở tầng ba đó cô ta không muốn sống nữa sao mau sai người đi tìm tạm thời chưa điều tra ra lịch sử đăng ký khách sạn của cô kiều đây là pháp cô ấy lại không biết tiếng pháp nếu như chạy đến nơi chị an kém thì nguy mất thuê bao mà quý khách vừa gọi hiện kiều an một mình cô ở ngoài rất nguy hiểm quay lại ngay đi cô chán sống rồi à đây là paris đó không phải kinh đô lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ xấu nghe lời đừng bướng nữa nếu cô không muốn đi thụy sĩ tôi không bắt cô đi nữa mau về đi ra đây với anh nào cô em xinh đẹp cứu tôi với không đừng chạm vào tôi cút đi mấy cô em tàu xinh đẹp thật đấy đừng động vào tôi tránh ra kiều an là anh mộ ly cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi anh nhận máy của em là đến đây ngay rốt cuộc đã có chuyện gì không phải em nên ở khách sạn sao sao lại ở đây em không thể giải thích với anh được được không muốn giải thích thì thôi bây giờ em muốn đi đâu em không muốn ở paris nữa em muốn về nước được em yên tâm đi anh nhất định sẽ đưa em về nước đi thôi sếp một tiếng trước có cảnh sát đến nói một tên ma men đã tấn công một cô gái phương đông là kiều a sao ở bệnh viện sao? cô ấy bị thương à anh đừng vội cô gái thì không bị thương nhưng đầu của tên lưu manh bị đánh nở hoa rồi bây giờ cô ấy đang ở đâu theo tin của người chứng kiến cô ấy bị một người đàn ông phương đông đưa đi rồi nhìn dáng người hơi giống nhị thiếu gia. lập tức điều tra tung tích của dung tu viễn vâng con yêu, tuy mẹ không thể ở bên các con mãi, nhưng cũng không muốn quá cách xa các con, nên mẹ sẽ không ở nước ngoài đâu. Có chết cũng không. Mộ Ly, anh đến rồi à? Dung chỉ. Kiều An. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Anh đừng qua đây. Đừng ép tôi đi Thụy Sĩ nữa. Anh mà tiến tới, tôi sẽ tự sát cho anh xem kiều an cô bỏ dao xuống trước đã nếu về nước chuyện cô mang thai rồi sẽ bị biết lúc đó sẽ có nhiều người ra tay với cô và các con tôi bảo cô đi thụy sĩ là vì sự an toàn của cô và chúng chẳng lẽ nước ngoài thì an toàn sao hôm qua gặp nguy hiểm tôi cảm nhận được cái cảm giác cô độc không nơi nương tự rồi tôi không muốn ở nước ngoài nữa được tôi hứa với cô đồng ý dứt khoát như thế không phải chỉ để dụ tôi thôi chứ tôi nói được làm được nên là đưa dao cho tôi về sau không được để xảy ra chuyện thế này nữa nhé còn không phải vì anh hay sao mộ ly a à chỉ không ngờ cậu lại chật vật tới đây tìm kiều an như vậy xem ra cô ấy vẫn rất quan trọng với cậu trước nay tôi luôn coi trọng người tài kiều an là nhà thiết kế được công ty tôi chú trọng đào tạo hôm qua cô ấy gặp chút rắc rối nhưng tôi đã giải quyết rồi Kiều An, không sao rồi chứ. Ừm. Cảm ơn anh. Hôm qua nếu không có anh, em đã phải lưu lạc đầu đường rồi. Chúng ta là bạn, nên giúp đỡ lẫn nhau, có vấn đề gì. Cứ tìm anh bất cứ lúc nào. Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Khi nào về nước em sẽ đích thân nấu cơm mời anh, coi như cảm ơn nhé. Cẩn thận đi. Hấp ta hấp tấp. sếp vất vả thế này là vì mình ư sao cứ nhìn tôi mãi thế tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này cô đừng nghĩ nhiều không phải tôi lo cho cô mà là đứa bé trong bụng tôi biết sếp dung không cần giải thích ngày mai chúng ta về nước châu trạch đã tìm được bác sĩ chưa xin lỗi sếp vẫn chưa ạ nhưng đã có một vài manh mối rồi ba tháng trước bác sĩ phẫu thuật cho phu nhân bị tai nạn xe đang ở viện điều dưỡng tôi đã cho người đi tìm từng bệnh viện rồi tôi cho cậu thêm một tuần nữa phải tìm được cho tôi vâng kiều an tác phẩm của cô trong triển lãm trang sức paris lần này vô cùng xuất sắc hôm đó công ty đã nhận được 50 triệu đơn hàng tôi thấy vị trí giám đốc lần này chắc chắn sẽ thuộc về cô sau này đừng quên tôi nhé tôi cũng làm việc cho giám đốc thôi vẫn phải nghe theo người ta mà phải rồi, tôi còn chưa chúc mừng cô được thăng chức tăng lương. Tôi thì có gì phải chúc mừng. Nghe nói mấy ngày trước, có giám đốc mới tới công ty, tên là Điền Điểm, sẽ thay thế vị trí của Alan. Nghe nói quan hệ của cô ấy với sếp không bình thường. Rất có thể sẽ thành giám đốc mới. Đi cửa sau à, cô là Kiều An. Cô là cô ấy chính là địa điểm từ nước ngoài về hồ sơ đẹp vô cùng trước đây còn là nhà thiết kế hàng đầu của họ nữa anh dung chỉ sợ mọi người nghĩ giám đốc dự bị bỗng dưng xuất hiện là tôi đây đi cửa sau nên cố ý giấu tin tôi về nước giám đốc dự bị đúng anh dung chỉ cố ý bảo tôi về tranh cử vị trí giám đốc lần này mà nghe nói lần này ở pháp cô rất có tiếng nhưng tôi không sợ cô đâu thế hả vậy lúc tranh cử tin rằng chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng tôi đã đặt cho mọi người bánh ngọt phân hỉ, chắc lát nữa là đến đấy. Cảm ơn cô Điền. Hôm qua cô Điền mời chúng tôi ăn ở nhà hàng Pháp, hôm nay lại mời chúng tôi ăn bánh ngọt phân hỉ, không như ai đó. Thăng chức mà chỉ mời một ly trà sữa đã đuổi chúng tôi đi rồi. Điền điềm này thật biết cách lấy lòng mọi người, Nghe nói, bộ phận thiết kế của các cô có người mới tới tên Điền Điềm, là đối thủ đáng gờm của cô. Cô không muốn biết chuyện về cô ta à? Cô thẩm cũng biết Điền Điềm à? Đương nhiên biết rồi, cô ta và chị gái Điền Mật của cô ta, từ nhỏ đã là cái đuôi theo sau anh Dung, còn mơ tưởng lấy anh Dung thay tôi nữa. Tiếc là ông trời cũng không giúp cô ta, chết cũng không tìm được thi thể. Trong buổi triển lãm trang sức ở Paris, cô biểu hiện rất xuất sắc, đáng lý ra sẽ được lên làm giám đốc, nhưng anh Dung lại gọi cô ta về. Vị trí giám đốc của cô E là không tới lượt nữa rồi Tôi thế nào cũng được Cùng lắm thì nghỉ việc thôi Nhưng cô thẩm phải cẩn thận Trong chừng xếp cho kỹ Đừng để người khác cướp mất Cô ta cũng xứng hả Tôi là cháu dâu được ông nội chỉ định đấy nhé Có điều cô ta cũng ác lắm Chị gái điền mật của cô ta Bị cô ta hại chết đấy Hả Không phải chứ Như vậy thì thẩm uyển từ vô não thích hợp làm mẹ của con mình hơn điền điềm chỉ có được thân thể của sếp dung thôi chưa đủ cô phải có được trái tim anh ấy nữa nếu bị điền điềm cướp mất cô muốn giành lại còn khó hơn lên trời tôi không cần cô bận tâm nghĩ cách đuổi cô ta khỏi công ty đi cô kiều với cô thẩm thân nhau lắm à à cô thẩm là vợ chưa cưới của sếp dung lần này cô ấy đến pháp cùng tôi nên cũng hơi thân nếu chị tôi còn sống có lẽ bây giờ đã kết hôn với anh dung chỉ rồi anh dung chỉ yêu chị tôi chứ không phải cô thẩm cô ta đang giao ai phủ đầu mình đấy à xin lỗi nhé tôi hẹn đồng nghiệp đi ăn rồi tôi đi trước đây mắt nhìn của anh dung chỉ làm sao thế con nhỏ không có tiền, không có gia thế, mà cũng xứng đấu với mình. Xếp Dung, anh đi công tác rồi mà, sao lại về thế? Chắc là nóng lòng. Muốn được gặp em gái mưa đây mà, gặp điền điểm rồi hả? Anh cố ý sắp xếp con ông cháu cha là để giao ai phủ đầu tôi à? Hay là cơ hội tranh cử vị trí giám đốc? Anh đồng ý cho tôi chỉ là nói dối, mới ngày đầu tiên đã thua đây là thực lực của cô ư nếu cạnh tranh công bằng tôi chẳng có gì phải lo lắng chỉ sợ có kẻ âm thầm ngáng chân dựa vào quan hệ đi cửa sau cướp mất thôi nói linh tinh nếu nói dựa vào quan hệ ai hơn được cô cả công ty đều biết cô ta có chỗ dựa là anh người ta không gọi anh một cách tôn trọng là sếp dung như chúng tôi mà là anh dung chỉ anh dung chỉ sợ người khác không biết quan hệ mập mờ của hai người chắc mập mờ thì ra cô giận đùng đùng là vì điều này đương nhiên không phải rồi tôi sợ anh không phân biệt công tư bị tình cảm lấn át lý trí cô đang ghen đấy hả không không anh đừng hiểu lầm tôi không hề có ý nghĩ gì không nên có với anh cho dù bây giờ anh ôm phụ nữ trong lòng tôi cũng sẽ ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ anh thôi cô nói linh tinh gì đấy sếp dung tuy bây giờ tôi đang mang thai con anh nhưng chúng ta rồi sẽ ly hôn tôi cũng muốn tìm một người tâm đầu ý hợp để kết hôn tâm đầu ý hợp không phải cô ngây thơ nghĩ rằng đã làm vợ trên danh nghĩa của tôi rồi còn có thể làm chị dâu tôi nữa đấy chứ trừ khi dung tu viễn không muốn mang họ dung nữa lạ lùng khó hiểu kiều an anh về nước rồi chờ được ăn cơm em tự tay nấu trước cuối tuần mình nhất định phải học được cách nấu bốn món mặn một món canh tục ngữ có câu muốn nắm được trái tim đàn ông thì phải nắm được dạ dày của người đó nếu thiếu gia thích đồ ăn cô nấu sẽ lại càng không thể rời xa cô thiếu gia mau tới ăn cơm đi cô kiều tự tay nấu cô ý học vì cậu đấy gai rồi hiểu lầm lớn rồi không đâu anh đừng hiểu lầm tôi chỉ học vậy thôi không liên quan đến anh. Con bé này, còn ngại nữa. Đừng nói nhiều, mau ngồi xuống ăn đi. Không ngờ còn hỏi gió thím lưu, khẩu vị của mình. Biết mình không ăn gừng. Không tanh đấy chứ. Mình quên cho gừng mất rồi. Thiếu gia à, hôm nay cậu đừng đi nữa, ở lại với cô ấy và con đi. thai phụ, qua thời gian nguy hiểm 3 tháng đầu, có thể sinh hoạt vợ chồng được rồi. Làm vậy tốt cho việc, điều tiết nội tiết tố của thai phụ. Sinh hoạt vợ chồng, thím lưu nói cái gì thế này? Tôi ăn xong rồi, lên lầu trước đây. Dạo này ở công ty thế nào? Nghe nói bộ phận thiết kế các em có điểm điểm mới tới. Cô ta không phải người khiêm tốn đâu, trốn công sở như chiến trường. Anh yên tâm đi, em ấy mà đối thủ mạnh mình càng hăng. không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng đâu không hổ là cô gái anh coi trọng nhất không cho mình tiếp xúc với người đàn ông khác còn bản thân thì lại lén đưa em gái mưa đi hẹn hò đúng là tiêu chuẩn kép không ngờ a chỉ và điền điềm cũng ở đây có muốn qua chào hỏi không được xếp dung cô điền trùng hợp thế hai người cũng ở đây à Kiều An, sao hai người lại đi cùng nhau? Không phải hai người thật sự như lời đồn. Yêu đương vụng trộm đấy chứ. Cô điền đùa gì vậy? Tôi và Mộ Ly là bạn thân. Kiều An là tri kỷ của tôi. Tri kỷ, còn quan trọng hơn cả bạn gái. Nói vậy nghĩa là... Tri kỷ của anh hai chắc đã nhiều tới mức không đếm được nữa rồi nhỉ. Người phụ nữ đáng chết này lại đi gặp Dung Tu Viễn. Thiên kim dễ có. Tri kỷ khó cầu bạn gái có thể có nhiều nhưng tri kỷ thì chỉ có một vậy ư ừ, tôi cũng muốn làm tri kỷ duy nhất của anh dung chỉ vậy cô cố lên nhé hai người từ từ nói chuyện chúng tôi đi trước đây sếp dung làm gì vậy đây là nhà vệ sinh nữ quan hệ của cô và Dung Tu Viễn đúng là phát triển nhanh chóng. Trước đây vẫn là bạn bình thường, bây giờ đã thành tri kỷ rồi. Anh và Điền Điềm cũng là hồng nhan tri kỷ còn gì. Sao chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn à? Dù quan hệ của chúng ta có công khai hay không, thì bây giờ cô cũng là vợ của tôi. Nếu cô dám vượt rào cô sẽ chết. Đương nhiên. Cô cũng có thể yêu cầu tôi. Chỉ cần cô có khả năng này. Anh thích thế nào thì thế đó đi. Dù sao năm tháng nữa, chúng ta cũng sẽ ly hôn. Khi đó anh đi đường anh. Tôi đi đường tôi. Quy tắc là quy tắc. Trước khi ly hôn, cô phải làm theo quy tắc trong đầu cũng không được nghĩ đến người đàn ông khác người đàn ông này đầu bị kẹp cửa à chẳng quản vợ chưa cưới cứ quản mình là sao không còn việc gì tôi ra ngoài trước đây kẻo bị người khác nhìn thấy chị uyển từ chị làm gì thế đừng gọi tôi là chị chị cô chết rồi con khốn vừa về đã quyến rũ anh dung thật sự coi tôi không tồn tại được thẩm anh Dung chỉ. Bây giờ, lập tức, xin lỗi, điền điềm ngay. Sao em phải xin lỗi, là cô ta mặt dày vừa về đã quyến rũ anh, em chưa đánh chết cô ta. Đã là nương tay lắm rồi. Điền điềm là em gái tôi. Tôi đã đồng ý với chị cô ấy, sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu bây giờ cô không xin lỗi, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Anh Dung chỉ. Hay là thôi đi. Cô vẫn giả vờ à. Thẩm Uyển Tử. Tôi nói lại lần cuối cùng. Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Sau này đừng để chuyện thế này xảy ra nữa. Nếu còn xảy ra, cô biết hậu quả rồi đấy. Quả nhiên điền điềm quay về. Xung quanh A chỉ nhộn nhịp hơn nhiều. Biết đâu xếp dung. Lại thích sự nhộn nhịp thế này. Tổn thương người khác, bản thân cũng tổn thương thôi. Gã tồi trêu hoa gạo nguyệt. đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì dù tôi và anh dung có cãi nhau vài câu cô cũng không có cơ hội chen vào đâu thiếu phu nhân của nhà họ dung chỉ có thể là tôi sao thế em trai em gặp chút chuyện em đi trước đây xin lỗi nhé mộ ly mộ thế này rồi anh đưa em đi vâng Mộ Ly, lần này thật sự phải cảm ơn anh. Em trai em, vốn đang học năm 3 ở đại học điện ảnh, sau này vì bị bệnh mà thôi học 2 năm rưỡi. Vừa mới về. Bạn học cố ý gọi nó tới thử vai. Mục đích là để sỉ nhục nó. Nếu không có anh. Thằng bé đã. Vừa khéo anh có quen một người đại diện, cũng rất tốt. Anh sẽ nói với người đó, sắp xếp đi gặp em trai em. Anh ấy ở công ty truyền thông. Dưới quyền dung thị các anh đúng không? Sao thế? em không muốn cho cậu ấy vào truyền thông dung thì à một mình mình vào hố lửa thôi là đủ rồi không thể để em trai nhảy xuống cùng được sếp dung lạnh lùng như thế em muốn tìm cho thằng bé một người sếp dịu dàng nếu là anh thì tốt quá em nhất định sẽ rất yên tâm được quyết định như thế nhé vậy cảm ơn anh nha em đi trước đây đi thong thả vâng Tu Viễn, cuối tuần cô về nước, cháu đi cùng cô đến một nơi nhé. Muốn sợ à? Được không? mẹ ơi body của sếp dung đúng là tuyệt vời hóa ra cô không chỉ tham tài còn háo sắc cô rất muốn tôi đúng không hay là chúng ta trao đổi kỹ hơn đi sếp dung chúng chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng không phù hợp lắm có gì không phù hợp hợp lý hợp pháp hay là Cô vừa muốn trêu gạo tôi, vừa muốn dụ dỗ Dung Tu Viễn. Anh đã có vợ chưa cưới, còn quyến rũ em gái mưa. Anh còn có mặt mũi nói tôi à? Tôi và Mộ Ly chỉ là bạn thân, không đê hèn như anh nghĩ đâu. Đê hèn? Cô nói tôi đê hèn, vậy tôi sẽ cho thấy thế nào là đê hèn. Sếp Dung, anh không động vào phụ nữ cơ mà. Tôi động vào phụ nữ hay không, cô sẽ biết ngay thôi. Anh đi ra, đi ra, anh đừng động vào tôi, đi ra đi. Tôi chưa bao giờ thích cưỡng ép phụ nữ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thường xuyên tới đây ở. Chúng ta là vợ chồng. Cô phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào. Bác sĩ Lưu, cô gái đó là ai? Tôi không nhớ được tên cô ấy nữa. Nhưng cô ấy rất xinh lại vẫn còn lần đầu sức khỏe rất tốt khả năng thành công cũng rất cao cô à cô vừa xuống máy bay đã đến viện điều dưỡng là vì người trên giường bệnh đó à bà ấy là ai bà ta là bác sĩ bệnh viện phụ sản của kinh đô tên lưu tuệ ba tháng trước cô nhận được tin thẩm uyển từ muốn lấy giống của dung chỉ để thụ tinh nhân tạo nên cô đã mua chục bà ta để cuộc phẫu thuật thất bại không ngờ thẩm uyển từ không xuất hiện bà ta lại cấy nòi giống của dung chỉ và bụng người phụ nữ khác nhưng bà ta còn chưa nói cho cô người đó là ai thì đã gặp tai nạn hôn mê đến tận bây giờ dung chỉ vẫn luôn đi tìm bà ta may mà cô đã âm thầm giấu bà ta đi không để dung chỉ phát hiện trước khi làm gì cô có thể nói cho cháu biết được không cô vốn định giải quyết xong mọi chuyện mới nói với cháu nhưng không ngờ lại gặp vấn đề giữa chừng rất có thể dung chỉ đã phát hiện ra rồi âm thầm giấu người phụ nữ kia đi cũng có thể kế hoạch của họ không hề thành công. Nếu người phụ nữ ấy thật sự tồn tại, sao ông nội có thể bình tĩnh như vậy được, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường. Nhất định phải tìm ra người phụ nữ này trước. Nghe nói dạo này cháu rất thân thiết, với một cô gái. Tu Viễn, cháu phải nhớ. Mục đích cháu quay về. Cô, cháu biết mình đang làm gì. Cô động vào ai cũng được, nhưng Kiều An thì không, hôm nay cô thẩm hẹn tôi ra ngoài vì việc gì vậy vì anh dung chỉ chứ sao nữa sao hôm nay anh ấy và điền điềm không ở công ty hôm nay là ngày rỗ của chị gái điền điềm cô ta và sếp dung đi thắp hương rồi tôi nghe nói sếp dung còn đặt hoa tulip đen chị gái cô ta thích nhất theo đường hàng không từ hà lan về đấy chỉ là quan tài rỗng thôi không có thi thể thắp hương cái quái gì sao cô vẫn chưa đuổi điền điềm đi đúng là vô dụng cô thẩm cô đánh giá cao tôi quá rồi chỉ cô ta là tình đầu của sếp dung còn cô ta là em gái mưa ở công ty cũng được mọi người vây quanh mà tôi nếu sếp dung không nhìn ra tôi vẫn còn một chút tài hoa e là tôi đã sớm phải cút rồi hồ ly tinh không biết xấu hổ khi nào có thời gian xem tôi xử lý cô ta thế nào nhưng mối tình đầu đều là người đàn ông yêu nhất sếp dung yêu ai yêu cả đường đi lối về coi cô ta như điền mật cũng là điều đương nhiên nhưng cô thì khác cô là vợ chưa cưới của sếp dung cô không thể để kẻ thứ ba thế chỗ cô không cần đổ thêm dầu vào lửa đừng quên khi điền điềm lên làm giám đốc người đầu tiên bị đá sẽ là cô. nếu cô. cô không muốn bị đuổi việc giám sát chặt chẽ hành động của cô ta cho tôi một khi cô ta quyến rũ dung chỉ phải lập tức báo cáo với tôi thẩm uyển từ nói đúng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn chốt giám đốc kiều và cô thẩm đây mà đây là chiến trường thảm khốc gì thế mình chuồn trước đã anh dung em với kiều an đang ăn cơm. cùng ăn đi lường cái gì mỗi anh có mắt à giám đốc kiều cô cùng ăn cơm với chúng tôi không thấy gò bó hả? À? giám đốc điền còn thấy không gò bó sao tôi lại thấy vậy chứ kiều an là bạn gái của anh hai tôi Chính là chị dâu tương lai của tôi và anh Dung, người một nhà có gì mà gò bó? Ngược lại là cô, cô có thân phận gì? Nghe nói nhị thiếu gia là người đa tình. Người trong giới ai cũng biết. Tốc độ anh ấy thay người yêu còn nhanh hơn thay áo. Nếu giám đốc Kiều muốn vào nhà họ Dung làm nhị phu nhân, sợ là không dễ dàng đâu. Cô thầm. Nhị thiếu gia có ngoại tình không? Tôi chưa từng nghe nói. Thế anh ấy có người yêu cũ còn vấn vương không? Không có. Anh hai lần nào cũng cắt đứt sạch sẽ thế anh ấy có mối tình đầu nhớ mãi không quên không tất nhiên là không mối tình đầu gì đó là đáng ghét nhất thế thì tôi không có gì để lo lắng cả mọi người đều là người trưởng thành lúc ở bên nhau hai bên đối xử chân thành cho dù chia xa cũng không có gì nuối tiếc tôi còn có việc đi trước đây anh dung đợi em với cuối cùng tôi cũng hiểu Hôm nay hai người cố tình ở đây, kiếm chuyện với tôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, sau này dung chỉ nhất định là của tôi. Nhất định là của tôi. Phu nhân, hình như sếp vừa về, đã nổi giận đùng đùng. Chắc giám đốc Điền và cô thẩm chọc giận anh ấy rồi. Phu nhân, cô không giống người khác. Đừng gọi tôi là phu nhân tôi chỉ là tạm thời thôi. Chuyện gì cũng có thể thay đổi. Con người cũng vậy. Tôi không hiểu ý trợ lý Châu. Nhưng quan hệ của tôi và Tổng Giám Đốc, mãi mãi là vậy. Sau này cô sẽ hiểu thôi. Bộ phim đầu tay của Kiều Nhiên Mai sẽ bắt đầu quay Có muốn cùng anh đi thăm đoàn phim không? Được Chị Anh Mộ Ly anh chị đến rồi. Thế nào? Bối cảnh của bọn em ổn chứ? Học thuộc thoại chưa? Chị yên tâm đi, không sai chữ nào đâu. Nhà họ Kiều chúng ta có truyền thống trí nhớ tốt, nhan sắc đỉnh cao. Trùng hợp quá. Nhà họ Dung cũng vậy. Nói vậy thì, anh với chị em rất xứng đôi vừa lứa. Hay là anh làm anh rể em đi. Nói gì thế, đùa gì vậy chứ? Mau đi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi. Ấy, chị, sao bụng dưới chị to vậy? Không phải chị. Có thai đấy chứ đánh chết cái thằng quỷ sứ này một người ngày nào cũng ngồi văn phòng như chị bụng dưới to cũng là chuyện bình thường em mau đi quay phim đi chị chị đi tham quan một vòng đi anh mộ ly bên em còn thiếu người chụp ảnh phim giúp em hay là anh chụp giúp em đi được đi đi em đi đây chị sau cả ngày kiều an không đến công ty cô ta lại đi đâu rồi cô kiều đã xin nghỉ phép năm em trai cô ấy quay phim mới cô ấy không yên tâm nên đến đoàn phim thăm rồi em trai cô ta quay phim sao tôi không biết công ty nào là tinh ngu của nhị thiếu gia. Nghe nói người dẫn dắt cậu ấy là quản lý át chủ bài của tinh ngu, dung tu viễn, lại là dung tu viễn. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Chuẩn bị xe, lập tức đến phim trường. Vâng. Chỗ này bố trí đâu ra đấy? Dung chỉ, anh bị điên à? đừng lần nào cũng làm người ta hết hồn thế. Cô tưởng cô giấu tôi làm chuyện mờ ám với Dung Tu Viễn là có thể qua mặt được chứ gì? Tôi và Mộ Ly đến thăm đoàn phim một cách đàng hoàng. Với lại em trai tôi được ký hợp đồng với Tinh Ngưu nhận vai diễn này cũng nhờ có sự giúp đỡ của Mộ Ly. Tôi mặc kệ cô vì nguyên nhân gì. Tránh xa anh ta ra. Lần nào gặp khó khăn cũng là Mộ Ly giúp tôi. Tôi không thể vì một người không quan trọng mà xa lánh người bạn tốt của mình. Người không quan trọng. Đợi sinh con xong rồi ly hôn. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Có ly hôn không do tôi quyết định. Tốt nhất cô đừng chọc giận tôi. Nếu không mong ước của cô đừng hòng thành hiện thực, điều chờ đợi cô sẽ là cả đời bị giam cầm. Này, anh đừng lần nào cũng vô cớ gây sự như thế, tuy anh là chồng tôi về mặt pháp luật, nhưng anh không có quyền can thiệp vào tự do của tôi. Chị Chị sao thế? Sao môi lại chảy máu? À. Chị bất cẩn va vào. Đây là sếp chị. A à, chỉ chị cũng đến thăm đoàn phim à. Sao không thấy Uyển Từ và Điền Điềm? Lần trước hai người họ còn vì cậu mà nổi máu ghen. Sao hôm nay không ai đến? Bắt cá nhiều tay. Lẽ nào chị mình bị tên bắt cá nhiều tay này dùng quy tắc ngầm? Không được. Không ai được làm hại chị mình anh không nói chuyện không ai bảo anh bị câm đâu tôi còn có việc tôi đi trước đây phải rồi tối nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng cô đi cùng tôi đi tôi nghỉ phép rồi với lại em trai tôi có cảnh quay bay trên không rất nguy hiểm tôi phải ở lại với em ấy hủy phép năm tôi đợi cô trên xe chị sếp chị trông không giống người tốt chị nên tránh xa anh ta ra in đi Mộ Ly, cảm ơn anh đã giúp em việc lớn. Tiểu nhiên chăm sự nhờ anh. Lại nữa rồi. Anh không cần em cảm ơn. Anh chỉ cần em nhớ, anh là chi kỷ tốt nhất của em là đủ rồi. Anh là chi kỷ tốt nhất, không thể thay thế của em. Em đi đây. Từ từ thôi nhé. Ấy, sao bụng dưới của chị to vậy? Không phải chị có thai đấy chứ? Cô cẩn thận chút. Hấp ta hấp tấp. Đi điều tra xem 4 tháng trước, ngay thẩm uyển từ làm thụ tinh nhân tạo kiều an có từng đến bệnh viện không chị cốc của chị chị mình bắt cá hai tay còn là anh em ruột nữa hôm nay tôi không chọc giận anh sao anh lại như vậy sau này có việc gì cứ đến tìm tôi không được đi tìm dung tu viễn đừng coi lời tôi như gió thoảng qua tay nghe rõ chưa giám đốc kiều nghe nói mấy ngày trước cô đến thành phố e nghỉ dưỡng đi một mình à một mình nghỉ dưỡng cái gì tất nhiên là đi cùng trai đẹp rồi tôi còn dẫn theo hai anh đẹp trai chơi vui lắm tôi nghe nói mấy ngày trước anh dung chỉ cũng đến thành phố e cô có gặp anh ấy không nếu cô hứng thú với hành tung của sếp dung như thế sao không tự hỏi anh ta đi tôi có một người bạn nói với tôi rằng cậu ấy nhìn thấy anh dung chỉ ở trường quay cậu ấy nói thấy hai người ở cùng nhau cô nói xem có khi nào là nhìn nhầm không không sai chính là tôi với sếp dung mộ ly dẫn tôi đến trường quay xem họ quay phim trùng hợp gặp anh ta không phải cô muốn mượn quan hệ với nhị thiếu gia để nhịn ngọt anh dung chỉ chứ không được à tôi cảnh cáo cô đừng lấy anh dung chỉ để chèn ép tôi phương án cô không so được với tôi tình cảm của của cô với anh dung chỉ càng không so được với tôi được rồi, chiều còn phải cùng sếp Dung đi đánh golf. Xin phép đi trước nhé. Có phải Điền Điềm đang hẹn hò với sếp không? Điền Điềm vốn là người, Dung chỉ bất ngờ cử đến. Chưa biết chừng sau này Điền Điềm còn là phu nhân tổng giám đốc nữa đấy, cô thẩm không phải dạng vừa đâu, ai dám lay động vị trí của cô ấy? Chán sống rồi à? Người như Điền Điềm không thể làm mẹ của con mình. Bất kể là vì đứa bé hay là công việc, cuộc cạnh tranh với Điền Điềm Minh không thể thua. Mộ Ly, cuối tuần có rảnh không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Công việc gần đây vẫn thuận lợi chứ. Bản phát thảo thiết kế mới đã hoàn thành. Điền điểm, đã mời ngôi sao mới nổi, quay quảng cáo cho họ. Hay, chỉ là không biết em có thể mời được bậc thầy nổi tiếng đến quay không? Anh biết lần nào em tìm anh cũng không có việc tốt mà. Nhưng chúng ta là bạn bè, hy sinh vì bạn. Anh không thể thoái thác. Có muốn xem video hóng chuyện không? Đây là điền điểm, điểm. Chị, tuy anh Dung chỉ không đến, nhưng anh ấy đã chuẩn bị 999 đóa hoa tulip đen cho chị. Chị là người phụ nữ anh ấy yêu nhất đời này, anh ấy sẽ không yêu người khác nữa. Chị, họ đều nói, chúng ta trông rất giống nhau, giống như sinh đôi. Đến anh Dung chỉ cũng nói với em. Mỗi lần ở cùng em, luôn coi em như là chị. Chị, sau này hãy để em thay thế chị, hoàn thành mọi tâm nguyện của chị. Điền Điềm đang tổ chức sinh nhật cho người chị quá cố của mình, đến cái váy cô ta mặc cũng là váy. Chị Cô Ta Điền Mật, mặc lần cuối trong bữa tiệc sinh nhật. Cái váy Lolita này là a chỉ đặt may riêng cho cô ta. Anh nói xem, sự biến mất của Điền Mật rốt cuộc là thế nào? Năm xưa, một tuần trước khi Điền Mật và a chỉ kết hôn, họ cùng nhau đi tắm biển nhưng bị ám sát a chỉ được cứu về nhưng điền mật lại mất tích sau đó bố anh còn đặc biệt cử người điều tra nhưng không có kết quả xem ra tổng giám đốc rất thích cô gái này thực ra hồi xưa điền điểm cũng thích a chỉ lắm nhưng vì sự có mặt của điền mật họ không có hy vọng cô ta tổ chức lễ tưởng niệm này đồng nghĩa với việc công khai dằn mặt thẩm uyển từ tuy trong lòng a chỉ điền Điềm không bằng điền mật nhưng cô ta mưu mô hơn điền mật chưa biết chừng cuối cùng có thể thành công thế chỗ nếu để Điền Điềm làm mẹ kế của con mình, kết cục chắc còn thảm hơn là đi theo Thẩm Uyển Tử. Có thể gửi video này cho em không? Điền Điềm có thành phu nhân tổng giám đốc không, em không quan tâm. Nhưng cái ghế giám đốc này, em phải ngồi là cái chắc. Lúc Điền Mật còn sống, tình cảm hai chị em họ chẳng ra làm sao cả. Bây giờ cô ta chết rồi. Điền Điềm lại giả vờ là chị em thân thiết. Rõ ràng là diễn cho anh Dung xem. Hơn thua với tôi thì rõ ghê gớm, tôi còn tưởng là cô giỏi lắm cơ. Ai biết cái nét cô lại như này, sớm biết thì tôi đã không nói với cô. Cô thẩm, cô đừng uống nữa. Cô uống nhiều lắm rồi. Kiều An. Cô nói xem, có phải tôi đen đủi lắm không? Nếu như, lúc đó thụ tinh nhân tạo thành công, anh dung đã không dám không cưới tôi cuối cùng đứa bé lại chui vào bụng cô kiều an sao bụng cô to thế là tại di chứng sau khi xảy thai bị u sơ tử cung đều tại tên lang băm kia sau khi thôi việc anh ta lập tức ra nước ngoài không rõ tung tích chắc chắn là cố tình trong chuyện này chắc chắn là có âm mưu gì đó Ý cô là Có người cố tình không cho cô Mang thai con của sếp Dung Cố tình nhầm lẫn đối tượng Là để ngụy tạo thành sự cố y tế Cô biết Tại sao nhà họ Dung lại coi trọng Tinh trùng này không Chính vì 3 năm trước Anh Dung bị ám sát Ở trên biển Tuy đã giữ được mạng Nhưng độc tính Lan rộng đến cơ quan sinh dục Gen của anh ấy có độc không thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Chẳng trách anh ta không cho người khác biết mình đã mang thai con anh ta, hóa ra đứa bé trong bụng mình là đứa con khỏe mạnh duy nhất của anh ta. Cô lẩm bẩm cái gì thế? Cô không uống rượu à? Uống rượu, uống đi. Tôi uống. Thứ sáu là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Dung Thị, cô là vợ chưa cưới nên đến đó để gây dựng uy tín, giao ai với họ. Nói đúng lắm. Hổ không gầm, Tưởng tôi là Hello Kitty à? Tôi nghe nói các tổng giám đốc ở khu vực chi nhánh đều sẽ đến. Hay là cô tiến cử tôi đi? Như vậy thì tôi sẽ sớm ngày đánh bại điền điểm, giúp đỡ cô. Được, cứ để tôi lo. Ấy! Cô nói xem cô ra ngoài, cũng không dẫn theo vệ sĩ. Sao tôi vác nổi cô về đây? sao sếp có thể ở đây chứ chắc chắn là đi đón vợ chưa cưới Á! À, đau đau cô đau. không nhớ điều nào trong lệnh cấm của tôi à coi như gió thoảng bên tay chứ gì tôi đi ăn cơm với thẩm uyển từ thôi mà cũng đâu phạm lỗi gì lớn đến quán ba ăn cơm ở cùng thẩm uyển từ chính là lỗi lớn nhất tôi biết dụng ý của anh anh sợ thẩm uyển từ phát hiện đứa bé vẫn còn tôi sẽ cẩn thận với lại bụng tôi không lộ không ai phát hiện được đâu. nhưng hôm nay tôi đã nói với cô ta, tôi bị u sơ tử cung. đến lúc đó lộ bụng sẽ nói là cục u to lên. khó thế mà cô cũng nghĩ ra được. anh cũng không quan tâm lắm. đến thẩm uyển tử. không phải anh muốn hủy bỏ hôn ước chứ? cô mong tôi hủy bỏ hôn ước với cô ta à? vậy phải xem là vì ai? thế cô hy vọng tôi vì ai? Tất nhiên là tôi hy vọng anh sẽ vì đứa bé, giúp nó tìm một người mẹ kế dịu dàng, hiền thục. Đừng là loại thảo mai gì đó, may ra còn được. Kẻ thảo mai nào? Bên cạnh anh nhiều kẻ thảo mai lắm. Thảo mai thì không có. Miêu Mô bẫy con thì có một đấy. Cô thẩm, thẩm phu nhân. Chào mọi người có kịch hay để xem rồi cô điên rồi à ở bữa tiệc quan trọng thế này lại đi mặc đồ của người chết chỉ là gần đây tôi nhớ chị tôi mặc đồ của chị ấy cũng coi như để tưởng niệm chỉ là tôi không muốn chị tôi bị người ta quên lãng nhất là anh dung chỉ dù sao chị ấy cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh dung chỉ từng yêu cô thôi uyển từ con phải nhớ sau này con là đại thiếu phu nhân nhà họ dung đừng chấp nhận với loại thấp kém này chúng ta đi giám đốc kiều cô đang ngồi đây xem kịch à tôi chưa từng hứng thú với chuyện riêng của người khác nói thật tôi rất phục cô bất kể là chuyện lớn hay nhỏ đều dám trực tiếp đi tìm sếp nếu tôi không có cái gan ấy sao dám cạnh tranh công bằng với cô mong rằng cô chỉ to gan chứ đừng có nảy ra suy nghĩ không nên có đây chính là cô gái cháu thích thả thính cháu còn mập mờ với dung chỉ loại không biết chừng mực này cũng đáng để cháu thích à cô ơi kiều an chỉ là nhân viên của dung chỉ cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cả cô ấy tốt lắm tốt đến mức cháu muốn giấu cô ấy lại từng chút một đàn ông nhà họ dung quả nhiên đều là loại phong lưu chết vì phụ nữ là đáng đời sếp dung đến rồi sếp dùng đến chuyện. chuyện gì thế này cảm giác như bị cái gì đó theo dõi ấy kiều an quả nhiên quan hệ của cô và dung chỉ không bình thường cô làm gì thế đứng lại giám đốc điền tôi muốn đi vệ sinh cô muốn đi cùng không à kiều an cho dù là vì vị trí giám đốc cô cũng đâu cần đổ canh nóng lên chân tôi chứ tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi không sao chứ anh đưa em đi viện anh dung tại sao lúc anh ta ôm cô ta mình lại thấy chua xót nhỉ chắc chắn là ví nhiều nước ép quá an an hôm nay trông cô không vui lắm có phải lại cãi nhau với thiếu gia không thím lưu gần đây xảy ra quá nhiều chuyện tôi càng ngày càng không hiểu anh ta an an con người thiếu gia từ nhỏ đã mạnh mẽ có nhiều chuyện đều giấu trong lòng không nói ra thực ra cậu ấy không có ý gì xấu cậu ấy cũng thật lòng thích cô thím nói anh ta thích tôi cô xem số lần cậu ấy đến đây còn nhiều hơn số lần về nhà có lẽ cậu ấy thấy ở bên cô có cảm giác như được về nhà. Tôi thấy cậu ấy lo lắng nổi giận vì cô, sau này không được để xảy ra chuyện này nữa, nhìn hai người cãi nhau. Cô nói linh tinh gì thế, đến cả cô gái trước kia cũng không được cậu ấy để tâm đến thế. An An, hai người phải xem xét lại trái tim mình. Sao anh ta lại thích mình chứ? Anh ta không thể nào thích mình. Điền điềm, thế nào rồi? Không nặng lắm, chỉ bị thương ngoài ra thôi. Tôi thật sự không làm chuyện đó. Tôi không nghi ngờ cô. Không thì tôi đã không đến đây. Sau khi tôi đi, có phải cô nói à? chuyện với Dung Tu Viễn không? Anh ấy là bạn tôi, nhờ anh ấy làm cầu nối làm quen với người nhà họ Dung cũng có lợi mà. Ngoài tôi ra, cô không được tin ai hết. Nhất là Dung Tu Viễn. Nghe nói anh từng bị ám sát. Hung thủ là ai? hung thủ là ai đây không phải chuyện cô nên biết à thế tôi không hỏi nữa cô đang lo cho tôi à đứa bé trong bụng tôi là của anh mà nếu anh mà xảy ra chuyện thì con tôi phải làm sao tôi còn mong nó thừa kế ra tài bạc triệu của anh nó. Đồ ham tiền. Anh lại búng tôi. Tôi hơi buồn ngủ. Tôi về trước đây. Sếp ơi, nhân viên phục vụ làm đồ xúc bảo là cậu ta bị sai làm thế. Cậu ta nói là tiểu thư thẩm uyển từ. Ở chỗ trang trọng như vậy, thẩm uyển từ không dám đâu. Cha tiếp đi. Dung chỉ, hôm đó cháu ngang nhiên ôm điền điềm rời đi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu hôm nay cháu không cho uyển từ nhà cô lời giải thích thỏa đáng thì chuyện này không xong đâu vụ loạn đó do cô ta gây ra chứ ai một vị tiểu thư mặc váy đỏ bảo tôi làm vậy cô ấy đeo kính đen nên tôi không nhìn được mặt chỉ biết là trên váy cô ấy gắn một hàng kim cương cô ấy đã cho tôi 200 trăm ngàn tôi nhất thời thấy tiền mờ mắt nên đã đồng ý đây là vu khống chuyện này không hề liên quan đến em đây không phải là chuyện cô hay làm sao dung chỉ mặc dù uyển từ nhà cô bình thường hơi tinh nghịch nhưng mà chuyện này cô dám nói chắc chắn tuyệt đối không liên quan đến uyển từ uyển từ nhà cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy ở nơi trang trọng chắc chắn là có người vu oan nó hơn nữa người ghét điền điềm không chỉ có mình uyển từ nhà cô chắc chắn là kiều an kiều an và điền điềm đang tranh chức giám đốc ở công ty điền điềm toàn cậy thế có quan hệ với anh đi đàn áp cô ta cô ta chắc chắn rất oán hận trong lòng nên mới mua chuộc nhân viên phục vụ làm điền điềm bị bỏng sau đó lại sợ anh trách tội nên đổ oan cho em bắt em gánh tội thay theo tôi biết thì ra cái váy đó của cô ít nhất cũng phải 200 trăm ngàn nhỉ một nhân viên nhỏ như cô ấy có gom hết tiền tiết kiệm cũng không đủ cô ta có thể nhái theo một bộ mà cô nhớ lúc xảy ra chuyện hôm đó kiều an đúng lúc đứng dậy luôn làm gì có chuyện trùng hợp như thế được sống không đi muộn không đi lại cứ phải đi đúng lúc đấy cô nên mừng vì cô ấy không ở đấy không thì lại thêm người bị thương rồi mẹ ơi anh dung không hề tin con phải làm sao giờ yên tâm đi chuyện này mẹ nhất định sẽ tra rõ ràng nhất định sẽ đòi lại trong sạch cho uyển từ nhà ta không thể để con chịu tội thay được giờ con sẽ đi tìm kiều an để hỏi cho rõ kiều an thẩm tiểu thư có chuyện gì sao vụ điền điềm bị bỏng có phải do cô làm không tại sao cô lại nghi ngờ tôi chứ hôm qua anh dung cầm một đoạn ghi âm tới nhà hỏi tội tôi có người giả danh tôi mua chuộc nhân viên phục vụ giờ cô với điền điềm đang tranh chức giám đốc cô chướng mắt cô ta nên muốn dạy cô ta một bài học tôi và cô ta trước giờ không hợp nhau nên cô đổ tội cho tôi vu oan tôi để anh dung tưởng là tôi làm đúng không tôi còn tưởng chúng ta cùng một chiến tuyến cơ không ngờ cô cũng đi nghi ngờ tôi vậy cô giải thích thế nào lúc điền điềm xảy ra chuyện cô cũng trùng hợp tránh được một kiếp quá trùng hợp rồi thì phải vậy chúng tỏ là tôi may mắn thôi thật ra tôi cũng nghi ngờ chuyện này có điểm đáng ngờ hôm qua tôi còn nghi ngờ có phải là cô làm không tôi rất muốn dạy dỗ cô ta nhưng tôi sẽ không làm lớn chuyện như thế, làm vậy chẳng tốt cho tôi chút nào. Không phải cô thật à? Tại sao tôi phải làm chuyện hại người? Hại cả mình như vậy? Làm điền điềm bị bỏng, cũng làm bản thân mang tiếng xấu, tôi đâu có ngu vậy đâu. Hơn nữa, cô còn là phu nhân tổng giám đốc tương lai, tôi còn mong được cô giúp đỡ nhiều hơn mà, hại cô thì tôi mất chỗ dựa chứ lợi gì đâu. Nhất định là có người, mong chúng ta trở mặt tôi nhất định sẽ lôi cổ kẻ đó ra. Xếp dung Hôm nay thẩm tiểu thư tới tìm tôi. Gần đây lời đồn về việc tôi hại điền điểm. Lan khắp công ty rồi. Anh nhất định phải ra mặt giúp tôi nhé. Làm sao chứng minh được cô bị đổ oan. Tôi nghĩ mục đích của bọn họ không chỉ có điền điểm. Mà cả tôi nữa, may mà tôi chạy nhanh. Nếu không đứa bé trong bụng, chắc chắn đã bị thương rồi. Đó là vì cô biết trước nên mới có thể rời đi trước. Này, nếu tôi hợp tác với thẩm tiểu thư, thì tại sao phải giả danh cô ấy nhận tội? Nếu chuyện này là thẩm tiểu thư làm, thì người bỏ tiền bỏ sức đều là Còn cô ấy. cần tôi hợp tác cùng sao? Dung Chỉ, tại sao cứ gặp chuyện liên quan đến điểm điểm, là não anh lại thoái hóa vậy? giận rồi à? Được rồi, tôi cố tình thăm dò cô nên mới nói vậy thôi. chuyện này cô không cần phải lo, tôi đã sai cấp dưới đi điều tra rồi. Còn lời đồn trong công ty thì cô cũng không cần lo đâu. Anh nghĩ người tung tin đồn. Có phải chính là kẻ gây ra chuyện này không? Tôi đã nói rồi, không cần cô phải lo về chuyện này. Nhưng trước khi điều tra rõ ràng chuyện này, cô phải ngoan ngoãn chờ nhé. Ai gọi thế? Nghe đi. Chị ơi, kiều nhiên, có chuyện gì thế? chị ơi em vừa ăn cơm với mấy người bạn ở gần nhà bọn chị này tiện qua thăm chị luôn giờ em đã đến dưới tầng nhà bọn chị rồi chị mau mở cửa cho em đi làm 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 sao đây không thể để em tôi phát hiện được sếp dung sếp dung tôi xin anh đó làm ơn đi mà anh vào phòng chúng ta trốn một lát được không cẩn thận đầu kìa phiền anh xíu nha quên đưa anh này chị có ngạc nhiên không có bất ngờ không bất ngờ chứ sau này em muốn đến thì em phải bảo chị trước nhé cái nhà này là chị thuê chung với người khác bọn chị đã bản trước là nếu có bạn bè đến thì phải báo trước một tiếng rồi Wow, nhà chị to quá thế đáng luôn có bể bơi còn có cả vườn treo nữa hả trời ạ em nói bé thôi bạn cùng phòng chị đang làm việc đừng làm phiền người ta dạ đúng rồi công việc của em dạo này thế nào ôi chị ơi chị cứ yên tâm đi có anh mộ ly lúc nào cũng giúp em không ai dám làm khó em đâu mà ngày mai em còn phải đi quay một chương trình tập kỹ chị chờ mà xem em chị nổi tiếng đi Vậy lúc em đến trường quay, nhớ phải năng nổ lên nhé, vậy thì mới được quay nhiều. Nhưng không được thể hiện lố quá, không thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho khán giả, cẩn thận bị anti đấy. À đúng rồi chị ơi, chị độc thân bao nhiêu năm nay? Có nghĩ đến việc hẹn hò chưa? Chị độc thân bao nhiêu năm nay? Có nghĩ đến việc hẹn hò chưa? Thằng em mình đang nói vớ vẩn gì vậy trời? Để sếp lớn nghe được thì chắc chắn sẽ xử mình mất. Không muốn giờ chị chỉ muốn làm giám đốc đàn ông đều là gánh nặng chỉ ảnh hưởng tốc độ kiếm tiền của chị thôi lẽ nào chị ấy hôn xếp chỉ là vì muốn lấy chức giám đốc đàn ông đều là gánh nặng vậy tôi chỉ là máy rút tiền thôi hả mỗi khi xin tiền thì nhanh lắm chị ơi vậy anh mộ ly thì sao anh ấy vừa đẹp trai vừa xuất sắc chị không muốn hẹn hò với anh ấy sao chị đã nói với em cả trăm lần rồi chị với anh mộ ly chỉ là bạn bè thôi hiện tại hay tương lai cũng vậy Vậy sếp của các chị thì sao? Mặc dù anh ta chúa lang nhang, nhưng có tiền có thế, mà trông cũng đẹp trai, chị cũng không muốn hẹn hò với anh ta hả? Biết rõ anh ấy là sếp chị mà còn dám hỏi câu ngớ ngẩn thế hả? Này, chị từ chối, yêu đương trốn công sở nhé. Thằng nhóc như em, cứ hóng hớt chuyện người lớn làm gì. Giờ cũng không còn sớm nữa, em mau về nghỉ ngơi đi. Chị ơi, em vừa đến mà, em đừng đến nữa. Ơ okay kìa chị, đi đi. Hay, may mà, sếp lớn không nghe thấy gì hết. Con mắt nào của cô thấy tôi không biết hẹn hò. Tôi, tôi không có ý đó. Anh hiểu lầm rồi. Ý của tôi là, anh tuyệt đối không thể nào thích tôi được. Cho, cho dù mặt trời mọc ở đằng Tây, lợn nái biết leo cây trên thế giới này chỉ. Còn mình tôi là phụ nữ, anh cũng sẽ không hẹn hò với tôi. Loại người yêu tiền như mạng như cô. Không xứng làm người phụ nữ của tôi. Cũng phải. Sau này nếu anh hẹn hò, chắc không rảnh tìm đến tôi nữa nhỉ cô rất không muốn tôi đến đúng không tôi không có ý đó ý tôi là nếu sau này anh quen bạn gái mới tập trung vào a à chỉ điền điền lo chân để lại sẹo nên đã nhốt mình trong phòng cả ngày rồi cậu có thể tới xem con bé không từ sau khi mật mật qua đời con bé nghe lời cậu nhất đấy tôi biết rồi giờ tôi sẽ qua ngay nghe nói sau khi phụ nữ mang thai tâm trạng đều sẽ trở nên rất nhạy cảm xem ra là thật rồi mình đang mơ tưởng gì vậy chứ kiều an về sau sinh con xong thì sẽ ly hôn sau này tuyệt đối không thể cho anh ta hôn mình nữa Cạn ly. Việc ghi hình tập kỹ của Kiều Nhiên hôm nay kết thúc tốt đẹp, bọn chị chúc mừng. Lần ra mắt đầu tiên của Kiều Nhiên, nhân tố mới của giới giải trí nha. Chúc mừng em. Lần này cảm ơn anh Mộ Ly đã cho em có cơ hội lên chương trình này. Vẫn phải là em đủ xuất sắc chứ. Kiều An, nhìn này. Lễ kỷ niệm ngày mai, làm ăn sạch sẽ chút, vâng thưa thẩm tiểu thư. video này. Vừa xem là biết không phải lấy từ camera rồi chuyện này cứ cảm thấy đáng ngờ. Thẩm Uyển từ này diễn xuất tốt thật đấy. Đến cả em cũng bị lừa rồi. Chuyện này, em chỉ là người vô bị tổ. liên lụy thôi. Chắc là có người muốn mượn cớ giờ trò Thẩm Uyển từ và Điền Điền đấu thế nào, em không quản được. Nếu muốn lôi cả em vào, thì chắc là tính kế cả rồi. Xếp Dung. Sao anh lại ở đây? Cuối tuần mà anh không ở với Điền Điềm à? Yên nào. Tôi đang nghe xem em bé tỉnh chưa. Nghe nói Điền Điềm bị thương. Là do thẩm tiểu thư sai người làm. Chuyện này có phải do cô làm đâu? Cô quan tâm làm gì? Chuyện liên quan đến trong sạch của tôi. Dĩ nhiên là phải hỏi rõ chứ. Chuyện này không liên quan đến cô. Cô đừng xen vào nữa, biết chưa? vị trí của thiếu phu nhân nhà họ dung vẫn thật sự chưa biết được sẽ rơi vào tay ai nếu điền mật còn sống thì vị trí này chắc chắn thuộc về cô ấy điền điềm thay chị gái lên chức cũng không phải không được thẩm uyển từ cũng không dễ chơi đâu thủ đoạn gì cũng dở ra được đấy cũng phải cái chết năm đó của điền mật đáng ngờ thật lúc đó xếp dung đang hôn mê nhập viện lẽ nào có người nhân lúc xếp dung bị thương giết điền mật vậy nếu thân phận mình bị lộ thì cũng sẽ chết sao Này, cuối tuần anh có tham gia team building không? Trông tôi rảnh lắm hả? Cô muốn đi à hả? Tôi thích tham gia team building nhất đó. Nhưng anh yên tâm, tôi chỉ đi cổ vũ cho bọn họ thôi. Tôi không tham gia hoạt động gì đâu. Nhưng cuối tuần sau tôi phải đi công tác. Cô tự đi đi, nhé. Ngủ tiếp đi. tuần sau hủy công tác đi tôi phải tham gia team building cô ta không biết nam nữ khác biệt à không biết tránh đi gì hết lúc em mới đến công ty đã nghe nói quan hệ khác giới của giám đốc kiều tốt nhất đặc biệt biết xử lý quan hệ với đồng nghiệp nam giờ xem ra lời đồn là thật nhỉ ôm ấp được với người ta luôn rồi chị ơi tiểu nhiên sau khi chương trình hôm qua của em lên sóng, hot lên một tí, thêm hai triệu fan. Nhưng về sau em có thể trưởng thành lên không? Đừng ấu chi thế này nữa. Chị ơi, chị lại béo lên rồi hả? Em vừa sở thấy bụng chị tròn quay rồi đó, eo cũng hết thon rồi. Dạo này chị ăn nhiều quá, nên hơi mất eo thôi. Em có cần phải, kinh ngạc vậy không? Hình như giám đốc hiểu hơi mập lên chút. Nhưng hình như chỉ béo, mỗi bụng thôi hả? Bảo sao xếp lớn, lại có thời gian tới đây thì ra là đi cùng em gái mưa à có gái ở cạnh mà vẫn tia chị tôi trai đều ê cho tôi với sếp dung anh làm tôi giật cả mình tôi chưa thấy anh tới nghe nói cô rất giỏi sự quan hệ với đồng nghiệp nam đây chỉ là giao lưu bình thường giữa đồng nghiệp với nhau thôi anh toàn ở tầng cao khác hẳn với người bình thường chúng tôi Cô không biết nam nữ khác biệt sao? Quan hệ với đồng nghiệp nam đừng xử lý tốt quá. Tránh cho bị bàn tán không cần thiết. Giám đốc Kiều, phụ nữ phải biết tự yêu lấy mình. Giám đốc Kiều, cô có thời gian thì giảm béo đi, bụng cô nhô ra rồi kìa, ai không biết còn tưởng là cô mang bầu rồi đấy. Anh Dung, các anh chơi vui ghê ha. Thẩm tiểu thư, đây là team building của tập đoàn Dung Thị cô qua đây là muốn xin lỗi tôi à sao tôi phải xin lỗi cô người làm cô bỏng là nhân viên phục vụ có phải tôi đâu bao nhiêu năm qua mà cô vẫn chẳng thay đổi chút nào lúc trước cô dùng cách này ly gián chi tôi và anh dung chỉ giờ lại dùng thủ đoạn này để đối phó tôi lần này nhân chứng vật chứng có đủ cô còn muốn biện minh à cô cứ nhắm vào tôi không phải là vì muốn ly gián tôi và anh dung sao con à tiểu tam kia người không được yêu mới là người thứ ba ây drama ngon ghê thẩm uyển từ Tôi đã bảo, trước khi điều tra, rõ ràng chuyện này, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu cô không muốn mất hết thể diện thì mau xéo đi. Sao không bị bỏng mặt nhỉ? Cô sẽ không nghi ngờ tôi đấy chứ, cô còn bị người ta quay luôn rồi. Tôi, tôi muốn tin cô cũng khó. Tôi bảo nhân viên phục vụ hất rượu vang, chứ không bảo hất xúc, là vì tôi ghét cái váy đó. Hồi xưa lúc anh Dung kết hôn với Điền Mật, cô ta đã mặc cái váy đó rồi, hôm đó cô ta mặc cái váy đó chính là muốn giao ai với tôi nhân viên phục vụ đó có ngu đâu cô bảo cậu ta hất rượu cậu ta đi hất súp làm gì tôi cũng không hiểu rõ ràng là tôi đã dặn rõ như thế rồi nghĩ sao cũng thấy có phần kỳ lạ bao nhiêu chỗ trống mà điền điềm cứ phải ngồi cạnh mình mà lúc mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh còn bị điền điềm bám lấy như là muốn ngăn mình rời đi vậy có khi nào sau khi cô rời đi có người đã giả danh cô thay đổi mệnh lệnh không lẽ nào định úp cái nồi này lên đầu thẩm uyển tử kiều an sao bụng cô lại to lên rồi trông như là bầu năm sáu tháng rồi ấy cái gì mang thai á à thì tại cái u sơ tử cung của nó tôi. to lên rồi cô cũng biết giờ chuyện quan trọng nhất của cô chính là tìm ra rốt cuộc là ai đã chụp ảnh hơn nữa chuyện của cô và điền điềm cả đông ty đều biết rồi cô ở đây cũng không tốt lắm hay là cô về trước đi rửa sạch oan khuất mới là quan trọng nhất. Tôi không thể đi được, tôi không thể để điên điên dụ dỗ anh Dung. Tôi phải qua đó xem thử. Sao vợ chưa cưới của sếp chị tức giận thế kia? Bị cô bồ kia. Đánh bại rồi hả? Em bớt hóng hớt, chuyện của sếp lớn đi. Chị ơi, hóng hớt không sao đâu. Miễn là, chị đừng để mình bị cuốn vào đó là được em vừa thấy sếp của bọn chị cứ nhìn chị chằm chằm lâu lắm rồi em không muốn ngày nào đó nghe được drama của chị đâu chị nên giảm cân đi em thấy bụng chị trời ơi em nói làm thế ôi cuối cùng cũng được ăn rồi đói muốn xỉu luôn này chị chiều nay đi chơi trò chơi sinh tồn với em đi chị phải vận động nhiều để giảm béo bụng đi anh mộ ly có body như siêu mẫu chị cũng phải chú ý quản lý dáng đi chứ không thể để bọn họ tiếp tục so sánh nữa cậu vẫn chưa biết hả chị cậu bị to bụng là vì cô ấy bị u sơ tử cung đấy hả chị ơi chị bị bệnh à sao không nói cho em biết không đây không phải bệnh chỉ là mất cân bằng nội tiết thôi bác sĩ cũng bảo là chị còn trẻ có thể chữa bằng thuốc được cùng lắm thì làm phẫu thuật nhỏ thôi ây không sao đâu thật sự không sao à được rồi đi thôi đi bắt tiểu tam với tôi đi Wow, sếp Dung câu được nhiều cá ghê, đúng là cao thủ câu cá. Dung chỉ, ngày mai là sinh nhật Honey. Nó rất nhớ anh, anh chắc chắn sẽ đi thăm nó, đúng không? Honey là ai thế? Một con ngựa quen thôi. Lúc trước anh Dung tặng cho Điền Mật. Điền Mật chết rồi, giờ Điền Điềm đang nuôi con ngựa đó. Đến cả tên con ngựa, cũng mang cái mùi xến xúa của tình yêu. Đúng là một đôi, tình nhân ngọt ngào xến xúa. Anh Dung, ngày mai mẹ em, với ông đã hẹn nhau, đi ngắm hoa cúc ở Nam Hồ, anh sẽ đi đúng không? Alo mẹ ạ. À. Cái gì? Ngày mai mẹ tới thăm con hả? Mẹ ơi, đây là hôm nay chỗ. chúng ta dùng bữa. Mộ Ly. Sao anh lại ở đây? Dĩ nhiên là em gọi anh Mộ Ly tới đó. Anh ấy đã giúp chúng ta nhiều như vậy cho gặp mẹ có sao đâu. Cháu chào gì, cháu tên là Dung tu Viễn, là bạn của Kiều An và Kiều Nhiên. Dì cũng có thể gọi cháu là Mộ Ly, chuyến này gì đi đường, cũng vất vả rồi. Chắc là mệt lắm rồi đúng không? Mọi người mau ngồi đi. Cháu chính là Mộ Ly à? Dì hay nghe An An đến cháu Lúc gọi điện thoại rồi Thật lòng cảm ơn cháu Đã chăm sóc cho An An và Nhiên Nhiên Mình nhắc đến mộ ly lúc Gọi điện khi nào ta Con bé thân con gái Sống một mình ở ngoài Thật sự không dễ dàng gì Có cháu bên cạnh Là dì yên tâm rồi Dì ơi Dì yên tâm Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Nào để chúc mừng Mẹ tới kinh đô Bốn người chúng ta chụp ảnh chung đi À được thôi Anh mộ ly lại gần chút nữa đi nào, 321 ok. Kiều An Em trai cô tới Dung Tu Viễn là người đầu tiên biết Giờ đến cả mẹ cô tới Mà anh ta cũng có mặt Lẽ nào cô không có chút tình cảm gì với tôi sao rốt cuộc cô coi tôi là gì chứ mộ ly này được đấy con phải tranh thủ đi mẹ con và mộ ly chỉ là bạn mẹ đừng gắn ghép bậy bạ cho con ở đây sếp dung anh cũng ở đây hả à? đi ngang qua an an đây là đây là sếp lớn của công ty bọn con sếp dung anh ấy là em trai của mộ ly chào sếp dung tôi là mẹ của kiều an không ngờ Sếp dung trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau này mong cậu giúp đỡ Kiều An nhà chúng tôi nhiều hơn. Kiều An là nhân viên gương mẫu của công ty bọn cháu, cũng là đối tượng bọn cháu đang đào tạo. Dì cứ yên tâm. Tuy ở công ty cháu là sếp của cô ấy, nhưng thường ngày, bọn cháu là bạn. Bạn. Từ này nghe giận quá. An An nhà tôi, ở Kinh Đô, có mộ ly chăm sóc, còn được sếp dung quan tâm. Tôi và bố nó cũng yên tâm. Đúng vậy, Kiều An nói muốn trở thành bạn bè cả đời với anh hai cháu. Đúng không? Đúng. Sếp Dung. Sao A chỉ lại tới đây? Cậu có hứng thú với quay quảng cáo từ khi nào thế? Sếp Dung muốn tới câu lạc bộ bên cạnh chơi golf tiện đường đi ngang qua đúng không? Hồi nhỏ, bố thường dẫn bốn anh em chúng ta đi chơi golf. Từ khi ông ấy qua đời, chúng ta không đi cùng nhau nữa. Bao giờ cậu rảnh, gọi anh cả, em ba, đi tụ tập đi. Tuần sau đi. Tuần sau vừa hay là ngày rỗ của bố. Đúng lúc ông ấy trên trời nhìn, chúng ta đều có mặt. Ông ấy cũng vui. Không còn sớm nữa. Tôi đi trước đây. tôi phải về biệt thự, nếu không tôi đích thân đi đón cô. cô dẫn con của tôi ra ngoài đi cả đêm không về, đã được tôi cho phép chưa? tôi đã nói với thím lưu rồi, thím ấy không nói với anh à? sau này có chuyện như vậy cô phải đích thân báo với tôi. xếp dung, phiền anh tôn trọng quyền tự do của tôi, tôi không quan tâm cô đi đâu, nhưng tôi có quyền giám hộ tuyệt đối với đám trẻ, tôi phải quản lý những ngặt thành tung của chúng. tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh buông tôi xuống, tôi có chân, tôi đi được. Cô đừng mơ tưởng. Bây giờ tôi đang bế con của tôi, không phải cô. Xếp dung, anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Đừng giả vờ. Cô không ngủ được. Chuyện hôm nay, phải cho mẹ cô nhận thức rõ ràng. Rốt cuộc ai mới là con rể thật sự của bà ấy. Tránh xuất hiện hiểu lầm không đáng có. Anh yên tâm, mẹ tôi có chọn con rể thế nào cũng không chọn tới anh bà ấy biết rất rõ con gái mình sẽ chọn đối tượng như thế nào tuyệt đối không mơ tưởng với cao tới ông lớn như anh đâu dung tu viễn thì sao càng không tôi nói với mẹ tôi rồi tôi và anh ấy là bạn thân cả đời bà ấy đã coi anh ấy là con nuôi rồi tốt nhất là vậy tôi hẹn bác sĩ rồi mai đưa cô đi khám sức khỏe đáng yêu quá có vẻ trông giống bố hơn Nói nhảm. Con tôi không giống tôi thì giống ai? Cô ngồi đây một lát đi, tôi đi hỏi bác sĩ vài việc. Ừ. Hãy, Kiều An, là cô thật à? Cô cũng tới khám à? À, đúng thế. Tôi vừa tái khám u sơ tử cung. Tôi vừa thấy một người, giống sếp dung lắm, Đi ra ngoài cùng cô đấy, sao bây giờ không thấy nữa? Xếp Dung, cô đùa gì thế? Đây là khoa phụ sản. Đàn ông như anh ấy tới đây làm gì? Tôi thấy một anh đẹp trai ở cạnh cô. dáng người rất giống Xếp Dung. Dù gì kiểu đàn ông hạc giữa bầy gà, đẹp trai phong độ như Xếp Dung, cũng rất ít. Không phải Xếp Dung thật à? À, vừa nãy có một anh đẹp trai ở bên cạnh tôi mà tôi không nhận ra. Tiếc quá, tôi khám xong rồi. Ừm, tôi có việc. Tôi đi trước đây. Xếp dung, tôi vừa đụng mặt trợ lý của điền điểm ở cửa khoa phụ sản. Hình như cô ta thấy anh rồi. Làm sao đây? <laughs> mẹ, thơm quá. Hôm nay mẹ định tới đoàn phim thăm Kiều Nhiên à? đúng thế nó đã liên lạc với khách sạn rồi mẹ cũng không lo cho con nữa dù là mộ ly hay sếp dung họ đều là người tài giỏi xuất chúng con gả cho ai mẹ cũng vui mẹ mẹ nói gì thế sếp dung là sếp lớn con và anh ấy chẳng dính dáng gì tới nhau cả mẹ con hỏa nhãn kim tinh chắc chắn cậu ấy có ý với con nhưng mẹ nghĩ vẫn là mộ ly thích hợp với con hơn mẹ sao bụng con lớn thế như thể mang thai mấy tháng rồi vén ra cho mẹ xem mẹ mang thai mấy tháng gì chứ u sơ tử cung của con lớn hơn rồi nếu mẹ không tin lát nữa chúng ta đi viện khám thê uống xong thuốc mẹ sẽ đi viện khám với con nếu tiếp tục phát triển thì mau cắt đi cho mẹ mẹ con bảo này nếu nếu con sinh con kết hôn rồi ly hôn mẹ có trách con không vậy chứng tỏ con mù mắt chọn phải thằng tồi <laughs> sao cảm giác có người đang chửi cháu nhỉ chất cưng của ông thêm vài tháng nữa là ra đời rồi sau khi đứa bé ra đời vẫn phải giữ bí mật đợi lớn thêm tí nữa hãng công bố còn kiều an sau khi ly hôn phải sắp xếp tử tế đừng để xảy ra chuyện gì vâng cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa ông ông yên tâm đi cháu định xử lý chuyện uyển từ thế nào cái chính phải xem nhà họ điền nghĩ thế nào đã có đủ nhân chứng vật chứng thẩm uyển từ không thoát được cháu bảo vệ nhà họ điền đừng lộ liễu quá ba năm rồi lẽ nào cháu vẫn chưa quên được điền mật ông chuyện này cháu tự có suy nghĩ ông đừng lo nữa thật ra ông cũng rất thích con bé đó chỉ tiếc con bé bạc mệnh tình duyên với cháu không sâu cháu vẫn nên thử quên con bé chấp nhận người mới đi dù là người mới cũng không thể là thẩm uyển tử. Nói thật, uyển tử là cháu dâu bà nội cháu chỉ định. Ngoài tính tình ngang ngược ra, nó với cháu, một lòng một dạ đấy. Nhưng em gái của Điền Mật lại rất mưu mô. Nhà họ Dung không thể chấp nhận cô ấy. Nếu là Kiều An thì sao? Ông có chấp nhận cô ấy không? Ăn đi. Hôm nay suýt thì bị mẹ tôi phát hiện. Cản tôi lại thẩm vấn một chàng. May mà tôi thông minh, nói qua loa cho qua rồi, không sao, dù gì sớm muộn gì mẹ cô cũng biết. Hơn nữa tôi nghĩ rồi. Đợi cô sắp đẻ, tôi sẽ để mẹ vợ và thím lưu cùng tới chăm sóc cô. Không được. Nếu bị mẹ tôi phát hiện, tôi kết hôn bừa bãi, lại còn sinh con, sau đấy còn ly hôn, mẹ tôi sẽ tức đến mất. Vậy khi đó có nguy hiểm gì? Tôi giữ đứa bé đấy, sợ à đùa cô thôi tôi đã mời ekip hộ sinh tốt nhất rồi đảm bảo cô và đứa bé an toàn nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó có khi nào tôi sinh khó hơn người khác không tôi có thể giúp cô thím lưu nói rồi thai phụ sau thời kỳ nguy hiểm 3 tháng đầu có thể tiến hành sinh hoạt vợ chồng bình thường giúp cô điều hòa nội tiết không anh hiểu lầm rồi tôi không có ý đó tôi sau này tôi ly hôn còn phải gả cho người khác chuyện sau khi ly hôn thì ly hôn rồi tính bây giờ tôi cần thực hiện nghĩa vụ của một người chồng giúp cô sinh thuận lợi này anh nhịn hơi lâu rồi chúng là hai đứa trẻ khỏe mạnh duy nhất của anh sợ à đùa cô thôi đợi tôi tái hôn bọn trẻ có thể đi giải hoa cho tôi không Vậy phải đợi cô kiếm được người tiếp theo sống sót kết hôn với cô hãng tính. Bây giờ đi ngủ đi. Nhìn bụng cô, tôi còn tưởng cô mang thai đấy. Hôm qua Emma nói với tôi, cô ấy thấy cô và Sếp Dung đi ra từ viện khám sức khỏe mẹ và bé, làm tôi sợ hết hồn. Tôi cũng giật mình đấy. Nhưng nếu để Sếp Dung nghe được lời này, chắc sẽ cho cô đi khám khoa mắt hoặc khoa não đấy. Tôi chỉ có u sơ tử cung. Nên đi khám lại thôi. Đúng thế. Tôi cũng nói cô ấy, nhìn lầm rồi. Dù cô bị u sơ tử cung thật, Sếp Dung cũng sẽ không tới viện khám sức khỏe mẹ và bé cùng cô. Cô thấy đúng không? giám đốc điền nói đúng sếp dung sao lại quan tâm tới một nhân viên nhỏ như tôi được chứ nhưng tôi muốn nhờ cô một việc chuyện u sơ tử cung cô đừng nói với mộ ly được không tôi sợ anh ấy lo tôi không rảnh thế đâu chiều nay tôi và anh dung chỉ còn phải tới trường đua ngựa thăm honey nữa hơn nữa tôi cũng không quan tâm chuyện riêng của cô Tôi đi lấy nước. Sao mình cứ cảm giác cô ta đang giấu bí mật gì thế nhỉ? Hôm qua đường Phúc Hải có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người chết là nhân viên làm điền điềm bị bỏng. Anh ta bị đốt cháy luôn rồi, hả? Không phải bị diệt khẩu đấy chứ, ai biết được. Cảnh sát đã loại trừ khả năng bị giết. Nói đấy chỉ là một vụ tai nạn giao thông Nhưng cô ta cứ nhất quyết nói là tôi sai khiến Chắc chắn đối phương đã cho cô ta không ít tiền Tới lúc chết vẫn không nói thật Lần này chết không đối chứng được Cô càng khó để Rửa sạch nỗi oan hơn Này Cô biết bây giờ anh Dung đang làm gì không Anh ấy đang tình cảm với Điền Điềm ở trường đua ngựa đấy Tức chết mất Tôi đi tìm họ còn bị đuổi ra. Cô nhìn đi. Buổi tối học thai giáo. Ba ngày hẹn hò. Đúng là trai tồi như cá gặp nước. Đồ tồi. Mùi nước hoa nồng như thế. Chắc chắn là vừa từ giường của điền điểm xuống sao thế hôm nay chẳng nói câu nào không có gì không phải anh hay chê tôi ổn à ơ ừ kìa ai chọc giận cô à sao cáu gắt thế không tốt cho con của tôi đừng chơi nữa đừng chơi nữa ngủ đi ngủ đi Nếu một người phụ nữ bình thường nói như hot Còn thường xuyên khiêu khích cậu Đấu võ mồm với cậu Đột nhiên không nói lời nào Im ỉm như loa hỏng Thế là thế nào Vậy chắc chắn đang tức giận Tự dưng tức giận Sao tôi chiều cô chuyện này được Ai cần anh chiều. Gớm. Đồ tồi. Làm lại. Nếu lần sau vẫn chưa làm tốt thì cút đi. Dung thì không cần đồ vô dụng. Hụ. Xếp. Nếu một cô gái tức giận thì rất dễ dỗ. Một món quà nhỏ. Một bữa tối với ánh nến. Chắc chắn phu nhân sẽ nguôi giận. Vừa nãy phu nhân đi nhà ăn rồi. Anh thấy có cần. Cậu rảnh lắm à? Cậu nghĩ tôi cần cậu dạy tôi? Dỗ một người phụ nữ không hề quan trọng không? Sếp, thế tôi đi nhé. Cậu đợi đã. Tới giờ ăn chưa rồi? Cậu tới nhà ăn với tôi. Tôi thích canh trứng ở nhà ăn nhất. Cô mau thử đi. Bản thân không giữ mình, còn nhìn tôi hung dữ như vậy. Vô liêm sỉ, Vừa nãy cô ta có ý gì? Tôi là thứ gì bẩn hà? Nhìn thấy tôi là sụ mặt ra. Có thể cô ấy không thấy anh, hay là... Anh chủ động làm lành. Tôi ăn no rồi, Đặt một chiếc túi bản giới hạn đi. Tảng băng vạn năm cuối cùng cũng nứt rồi. Sếp, túi anh đặt từ Paris bay về rồi này, vứt đi. Gì? Ơ kìa, sếp à. Tôi thấy phu nhân khóc mà sưng đỏ cả mắt, chắc là khóc lâu rồi đấy. Cậu rảnh lắm hả? Hay cho cậu phụ trách dự án châu Phi tôi. nhé? Sếp, một cô gái tự dưng bực bội rồi còn khóc lâu thế. Tôi thấy, chắc chắn là vì ghen. Cái hôm, anh nhắn tin cho tôi, bảo phu nhân tự dưng bực bội ấy. Hôm ấy đúng là ngày anh tới trường đua ngựa với địa điểm, tuy chỉ là diễn. Nhưng phu nhân đâu biết. Cô ấy ghen à? Xếp! Còn tặng túi không? Tôi nói lại lần nữa. Vứt đi! Xem ra mình lại phải nhúng tay vào rồi. Xếp dung! Anh tìm tôi có việc gì thế? Chuẩn bị bộ sưu tập duyên đến đâu rồi? có tự tin đánh bại được miligram không? Sản phẩm đang được gia công. Mọi chuyện đều bình thường. Phải tự tin chứ, nếu không sao tôi làm giám đốc được. Đừng nghĩ những thứ không nên nghĩ. Ồ. Oh. Cô không có gì muốn nói với tôi à? Cảm ơn chiếc túi anh đã tặng tôi, tôi rất thích. Tôi cũng có quà cho anh. Tối qua tôi tự thiết kế đấy. Thế nào, đủ chân thành chưa? Ý nghĩa như nào? Màu xanh biển kia đại diện cho trái đất, còn màu vàng là mặt trăng. Trái đất và mặt trăng quay quanh nhau, cùng hút nhau, không bao giờ chia xa. Nhưng kim cương thì đắt quá. Tôi không mua nổi, tôi nghèo. Nên tôi đổi thành đá quý. Nhưng cũng tốn phết đấy. anh phải cười nhiều vào, đẹp thế này cơ mà. Vậy cô bực bội là vì ghen hả? Anh đừng hiểu lầm, sao tôi lại ghen được. Tôi, tôi, tôi vẫn luôn tôn trọng hợp đồng, chưa bao giờ đi quá giới hạn, hơn nữa, dù trên đời chỉ còn mình anh là đàn ông, tôi cũng không có suy nghĩ gì với anh. Alo, Dung Chỉ, cứu em. Em đang trên xa lộ, xe mất phanh rồi. Cô này, tất cả những người phụ nữ cạnh cháu cô đều muốn gì hả? Cô nghĩ chuyện Điền Mật, cháu không tìm được manh mối nào hả? Chuyện của Điền Mật, không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Tuy cô chỉ là đồng phạm, nhưng không còn là lần một lần hai nữa rồi. Quá tam ba bận, cháu không cho cô cơ hội thứ ba đâu. Kể từ hôm nay, Hôn ước của cháu với Thẩm Uyển từ chính thức bị hủy. Nếu anh hủy hôn ước, em sẽ chết cho anh xem, không được đâu. Kệ cô, anh nghĩ Điền Điềm tốt như anh tưởng tượng hả? Cô ta không hề tốt bằng em. Nếu cô ấy dám gây sự thì cũng cút. Không có ngoại lệ, từ nay về sau, cô chỉ là em họ tôi. Điền Điềm, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Điền Điềm, cô sắp thành phu nhân tổng giám đốc rồi, cô mau đi đăng ký kết hôn với tổng giám đốc đi chứ, kẻo đêm dài lắm mộng đấy. Anh Dung chỉ sẽ sắp xếp, không cần tôi lo. Còn những kẻ khác, anh Dung chỉ không thèm đâu. Còn đi kia, tất cả là tại cô, mua chục nhân viên hãm hại tôi. Anh Dung mới hủy hôn ước với tôi. Bây giờ tôi mất hết rồi. Cô với con chị cô, cùng xuống địa ngục đi. con tôi gọi cấp cứu đi con tôi <laughs> kiều an chưa từng xảy thai anh dung vẫn luôn lừa mình nhưng cô cũng không cần tìm người bắt cô ấy lát nữa bác sĩ sẽ phá thai cho cô ấy uống thuốc dạ dày thì luôn buồn nôn mà hơn nữa sao mà xếp dung để tôi sinh con của anh ấy ra được kiều an cô ta mang thai á rốt cuộc là con của ai con đâu con có sao không con không sao bác sĩ nói em chỉ động thai thôi không sao xin lỗi em không giữ bí mật được chuyện con chúng ta em đã làm tốt lắm rồi anh sẽ tìm một nơi cho em để em yên tâm dưỡng thai không được không thể thế được tuy mọi người biết em mang thai nhưng vẫn không biết là con anh nếu em làm vậy ngược lại sẽ xác nhận suy đoán của họ hãy để em cứ sống như bình thường đánh lừa họ như vậy họ sẽ không dám ra tay quá nhanh anh sẽ phái bảo vệ cho em luôn luôn bảo vệ em an toàn xem ra phải xử sạch nhà họ thẩm rồi Kiều An chiếc nhẫn này nên nằm trên tay em từ ba năm trước nhưng giờ cũng không muộn mong em sẽ thích Thưa anh trong nước có tin cô Kiều xảy thai đang nằm viện gì cơ xảy thai á đặt vé máy bay ngay tôi phải về nước Dung chỉ, cô thừa nhận lần này uyển từ không đúng. Cô cũng đành chịu chuyện cháu hủy hôn ước với con bé. Nhưng cháu không nên đưa nó ra nước ngoài chứ. Còn nữa, cháu cũng không nên đưa cô ta vào nhà ngay khi mới hủy hôn ước. Như này không hợp lý đâu nhỉ? Hôm nay cháu đưa Điền điểm về chính là để tuyên bố một chuyện kết hôn. Cháu đã thương lượng với ông nội sẽ tổ chức đám cưới sau tết. Dung chỉ, sao anh không nói với em? Dung chỉ sao cháu vội vàng cứ điền điềm về nhà vậy cháu muốn ép uyển từ đang sống sờ sờ đến chết à mà gia quy nhà họ dung là phải để tang 3 năm không được kết hôn nếu điền điềm mang thai thì sao chắc cũng có rồi nhỉ này cháu khỏe lên từ bao giờ vậy có lẽ là vì điền điềm về tâm trạng cháu thoải mái nên mới khỏe lại nhanh như này thì cháu cũng phải cho cô gặp uyển từ chứ hơn nữa Uyển Từ sắp xuất ngoại rồi, mắc gì cháu không cho cô gặp? Cô yên tâm, cháu sẽ lo hết ăn ở đi lại cho Uyển Từ. Cháu thấy không cho cô ấy gặp cô. là tốt cho cô ấy đấy. Hừ. Nếu Uyển Từ không thể làm thiếu phu nhân nhà họ Dung, người khác cũng đừng hòng. Đây có phải người làm thụ tinh nhân tạo không? đúng là cô ấy chính xác luôn cô gái này xinh lắm tôi nhìn phát là nhận ra ngay có bao nhiêu cô gái trên đời sao cứ phải là cô ấy bà có biết bà hủy hoại một cô gái trong sạch rồi không những cô gái đến viện kiểm tra chỉ có cô ấy còn trinh với cả cô gái vốn định làm phẫu thuật tự dưng lại biến mất tôi thấy cô ấy cũng thiếu tiền cô ấy cứ dốc sức kiếm tiền chữa bệnh cho em trai nên tôi nghĩ nếu phẫu thuật thành công chắc chắn cô ấy sẽ nhận được một khoản lớn. Chuyện này không được nói cho bất cứ ai, nhất là cô tôi. Nếu bà dám nói nửa chữ, tôi sẽ cho bà biến mất khỏi thế giới này. Tại sao lại là Kiều An? dung chỉ tôi sẽ không nhường kiều an cho cậu đâu cô ấy là của tôi không ai cướp được đâu bụng lớn thế này rồi con lừa mẹ là u sơ tử cung con nghĩ cái gì vậy hả chuyện sinh nở có giấu được không chị có phải con anh mộ ly không chẳng nhẽ là của dung chỉ Chị, dưới nhà giàu đồn là, anh ta hủy hôn ước với Thẩm Uyển Từ, để cưới Điền Điềm, ngày đính hôn cũng chọn xong rồi. Anh ta chính là đồ trai đều không bao giờ thay đổi, không phải? An An, con nói thật cho mẹ, con bị bắt nạt đúng không? Chị, ai bắt nạt chị? Giờ em đi tính sổ với hắn, em đập chết hắn. Không ai bắt nạt chị cả. Chị chỉ, chơi hăng quá nên lầm lỡ thôi. Con con làm mẹ thất vọng quá con. đây mà là lầm lỡ ấy hả? con tự hại mình thân tàn ma dại thế này. sau này muốn tìm nhà tốt để gà cũng khó, con biết không? con hủy hoại chính bản thân con rồi. anh mộ ly, anh anh về nước rồi à? mộ ly. Sao anh lại tới? Xin lỗi, tại anh không bảo vệ được em. Để em chịu nhiều tủ nhục. Mộ Ly, anh. Mộ Ly, cháu đừng trách An An. Gì à, cháu xin lỗi. Tại cháu cả. Cô ấy mang thai mà cũng không biết. Đứa bé trong bụng cô ấy. Là của cháu. Gì cơ? Cháu nói gì cơ? Mẹ! Anh Mộ Ly nói chị con mang thai con của anh ấy. An An! Em yên tâm. Chỉ cần anh ở đây thì không phải sợ gì. Dù trời có sập, anh cũng gánh giúp em. Nếu mà hai đứa đã giải quyết hết hiểu lầm, thì bao giờ hai đứa kết hôn? Gì à, cháu quyết rồi. Đợi cô ấy sinh con ra. Cháu sẽ đưa An An tới mò tờ kết hôn, mò tờ á. Ở đó chỉ được kết hôn không được ly hôn hả? Anh nghĩ rồi. Cả đời này. Anh không thể sống thiếu An An. An An. Anh tình nguyện ở bên em cả đời. Đồng ý với anh, được không? Nếu không có tai nạn y tế vô tình ấy. Nếu không dây dưa với Dung Chỉ. Có lẽ chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau. Nhưng bây giờ, thì muộn rồi. Tốt quá. Quá tốt rồi. Tiểu nhiên, đi thôi, đi mua đồ ăn với mẹ để mẹ nấu mấy món ngon. Mộ Ly Cảm ơn anh đã giải vây cho em. Anh không nên gánh hộ em. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng anh đấy. An An Những lời anh nói đều là nghiêm túc. Nếu ba năm trước anh không phải đi vì có chuyện. Chúng ta đã bên nhau lâu rồi. Em như này. Anh không ngại à. Anh không ngại. Dù có chuyện gì xảy ra với em, anh cũng không chê chỉ cần trong lòng em có anh là được an an đồng ý với anh làm vợ anh nhé được không bây giờ em bây giờ em rất rối em muốn đợi sinh con ra rồi mới suy tính đến tương lai anh sẽ luôn đợi em sếp à không nhịn chuyện nhỏ là hỏng chuyện lớn nhị thiếu gia nói vậy rồi thì càng không có ai nghi là con anh nữa sao cậu biết anh ta không có ý gì khác nhị thiếu gia chỉ muốn quyến rũ phu nhân anh xem anh ta còn trả thèm chụp tạp chí nữa mà vội chạy về nước luôn dù sao anh cũng không quan tâm phu nhân tôi thấy lấy nhị thiếu gia làm bình phong ổn nó. đúng là tôi không quan tâm kiểu an nhưng cô ấy dính với thân phận tôi thì phải giữ phép tắc xếp mình chỗ nào cũng mạnh mạnh nhất là cái mồm được rồi nói nhiều làm gì gọi kiều an vào đây cho tôi đi vâng Xếp Dung, anh gọi em làm gì thế? Hôm qua giải thích rõ với mẹ em chưa? Em vốn định nói. Nhưng mà, tự dưng mẹ em lại biết anh sẽ kết hôn với Điền Điềm, em không nói nổi nữa. Mẹ em không chấp nhận được hôn nhân hợp đồng như chúng ta. Càng không thể chấp nhận chuyện em sinh con xong sẽ ly hôn. Hôm qua em gặp Dung Tu Viễn à? Mộ ly mặc kệ danh tiếng của bản thân, mà gánh vác hết giúp em. Bây giờ mọi người đều tưởng là con anh ấy bí mật của chúng ta cũng coi như được bảo vệ, con cũng an toàn rồi. Anh phải cảm ơn mộ ly chứ, cảm ơn anh ta á, cảm ơn cái gì? Cắm sừng anh hả? Có phải em? Còn định lấy thân báo đáp không? Em nghĩ, đợi mình ly hôn xong, em sẽ thử yêu anh ấy. Dung Tu Viễn không phải người tốt, anh ta không hợp với em vậy em thấy thẩm uyển từ còn phù hợp làm phu nhân tổng giám đốc hơn điền điểm anh vẫn không cần người vợ như thẩm uyển từ mà yêu bé ba điền điểm đấy thôi em bị lừa đá vào đầu à thẩm uyển từ mà là vợ thì em là gì dù em có là gì thì điền điểm vẫn là bé ba anh chính là một thằng trai đều đi ngoại tình anh có bảo em là đôi khi anh rất muốn bóp chết em không cút ra ngoài trai tân như mình cho cô ấy cả nụ hôn đầu. Thế mà vẫn bị chửi là trai đều. Nghe nhị thiếu gia nói, sau khi cô sinh con, hai người sẽ tới mò tờ kết hôn. Cô mang thai ngoài ý muốn. Hay tính cả rồi. Ngoài ý muốn. Cô đang chuẩn bị mang thai mà. Sao? Có tin vui chưa? Gần đây đang vào đúng đợt dụng chứng. Chưa biết chừng. Giờ là có rồi đấy. Hừ. Mặt dài. Nhất định mình sẽ nghĩ cách để dung chỉ đụng vào mình. Tới khi mang thai rồi, anh ấy sẽ phải cưới mình thôi. Dung chỉ, anh bình thường tí được không? Con mình sẽ sợ đấy. Em đã lên kế hoạch đi kết hôn với Dung Tu Viễn ở Motor Hà. Sếp Dung cũng thế mà. Chỉ cần anh tái hôn, thì em cũng tái giá. Em đang cố tình chọc giận tôi à? Em không dám đâu. Chỉ người đàn ông thật lòng, tốt với tôi và yêu em. Mới xứng đáng để tôi giao phó cả đời, không làm được. Thì đừng cản em tìm tình yêu đích thực. Vậy em. Mong anh thật lòng với em à. Không muốn ngồi vững cái ghế dung phu nhân à. Chưa từng muốn. Em tự biết bản thân mình được đến đâu. Vợ anh, phải là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với anh. Chứ không phải cọng cỏ ven đường như em. làm một việc giúp tôi xong việc tôi cho anh một triệu tệ kiều an dù cô mang thai con của ai nó cũng không được phép ra đời anh dung chỉ em muốn thành người phụ nữ của anh anh muốn em mang thai mà hôm nay vừa hay là ngày dụng chứng em sẽ mang thai được mà điền điểm, điểm anh vẫn đang để tang không được làm ăn gì em quên rồi à như lần trước anh nói vẫn có ngoại lệ mà anh dung chỉ em sẽ chăm sóc anh thay phần chị em châu trạch cút vào đây Xếp ạ à. chắc cô ta dính thuốc rồi ném vào viện đi đừng động vào tôi cút ra chỉ anh dung chỉ được đụng vào tôi thôi anh dung chỉ cứu em anh dung chỉ xem ra phải xử lý những chuyện này cho nhanh. Tu Viễn, nói thật cho cô biết, đứa bé trong bụng Kiều An có phải của cháu không? Kiều An là người của cháu, đứa bé trong bụng cô ấy đương nhiên cũng là của cháu. Cô đã hỏi bà bác sĩ đó rồi. Hồi ấy, người được bà ấy thụ tinh nhân tạo chính là Kiều An. Đứa bé trong bụng nó là của Dung Chỉ. Ban đầu cô làm chuyện này tại sao không bàn với cháu? Trong bệnh viện bao nhiêu phụ nữ, cô ta lại chọn đúng Kiều An. Cô có biết, Kiều An là cô gái cháu thích nhất không? Những việc cô làm đều vì muốn tốt cho cháu. Cháu trở nên mất lý trí từ khi nào vậy? Trước đây cháu không như vậy. Trước đây là vì cháu, không có người cần quan tâm. Cháu hy vọng cô đừng ra tay với Kiều An nữa. Không thì cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Bây giờ cháu đang không lý trí đợi cháu bình tĩnh lại. Chúng ta hãng nói. Đồ không biết điều. Chẳng trách không thể đấu lại dung chỉ. Cứ chờ đấy. Cô nhất định sẽ quét sạch mọi chứng ngại cho cháu. Phu nhân. Xếp không cho cô ăn đồ lạnh. Tiểu Phong. Dung chỉ cũng đâu có ở đây, cậu không nói tôi không nói sao anh ta biết được cậu xem cậu kìa sau khi làm trợ lý của tôi một chàng trai cứng rắn sao lèm bà lèm bèm như đàn bà thế muốn trách phải trách cô đã cản đường người khác á à. tiểu phong phu nhân cô không sao chứ tôi vỡ nước ối rồi mau gọi xe cấp cứu <laughs> cô kiều có nghe thấy tôi nói không cô tỉnh táo lại đi nước ối vỡ rồi sắp sinh rồi cô tỉnh táo lại nào cố lên giận mạnh lên nào đúng rồi cố lên cố lên mạnh hơn nữa tại sao tại sao không bảo vệ được cho con tôi nói tôi biết tại sao không bảo vệ được cho con tôi là một bé trai vẫn còn một bé vẫn còn bé cuối cố lên được ra rồi ra rồi tình hình đứa bé này không ổn cần cấp cứu ngay An An. An An. Cuối cùng con cũng tỉnh. Mẹ sợ chết đi được, con của con đâu? Con của con đâu? Con của con đâu? Vẫn ở đây. Đứa bé đang ở đây. Chỉ là có một đứa. Có một đứa. Đứa còn lại làm sao rồi? Mẹ. Mẹ nói đi chứ. Mẹ. Đứa còn lại vừa chào đời đã ngưng thở. Ngưng thở. Sao lại ngưng thở chứ? Rõ ràng tôi đã nghe tiếng nó khóc. Sao lại ngưng thở chứ? Tôi phải đi tìm con tôi. Tôi phải đi tìm con tôi bình tĩnh lại đi. Chuyện đứa bé, tôi sẽ xử lý. Phải. Anh và Điền Điềm, với cả những người phụ nữ khác có thể sinh rất nhiều đứa con. Nhưng con của tôi chẳng là gì hết. Dung chỉ. Chúng ta ly hôn đi. Mai đi làm thủ tục luôn. An An, con nói linh tinh gì thế? Ly hôn gì chứ, con vẫn chưa kết hôn mà. Dì ơi. Thực ra cháu và Kiều An đã kết hôn lâu rồi chỉ là vì sự an toàn của đứa bé và cô ấy nên không công khai thế tu viễn thì sao cậu ấy nói đứa bé là con cậu ấy mấy cái đứa này coi hôn nhân như trò trẻ con vừa kết hôn đã đòi ly hôn đứa bé chờ đời mấy đứa có nghĩ cho nó không Mẹ. Con với anh ấy chỉ là cô ấy chỉ đang giận cháu. Vì cháu không ở bên cạnh đứa bé. Bảo vệ đứa bé. An an. Mẹ biết con đau lòng. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho đứa bé còn sống. Chúng ta phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Để nó trưởng thành một cách khỏe mạnh, vui vẻ. Vô dĩ chỉ là hôn nhân hợp đồng. Sao lại không được ly hôn? Sếp, camera nơi xảy ra tai nạn đã bị hỏng. Cảnh sát vẫn chưa tìm được tài xế gây án. Người của chúng ta cũng đang tăng cường điều tra. Điều tra thẩm uyển từ trưa. Điều tra rồi, họ không biết là con của anh và phu nhân. Nên không phải họ gây ra gần đây dung phương có về không anh nghi ngờ là đi điều tra đi có phải đào sâu ba tấc cũng phải tìm bằng được cô ta ngoài ra đừng nói với kiều an đứa bé còn lại đã mất tích tôi hiểu rồi thiếu ra mấy ngày nay an an cứ đau lòng mãi vì đứa bé chết yểu cứ tiếp tục thế này thì không ổn nếu mắc trầm cảm sau sinh thì phải làm sao bao giờ làm thủ tục ngày nào cô cũng hỏi tôi một lần phiền lắm tôi nói rồi ở nhà họ dung bất kể là hôn ước theo hình thức nào cũng có quy tắc của nó giờ tôi là ông chủ của nhà họ dung Cô là bà chủ nhà họ Dung Muốn ly hôn Phải được 2 phần 3 các thành viên trong gia tộc đồng ý Hơn nữa tiền đề cần thiết là Bà chủ mắc lỗi nghiêm trọng Đúng là tôi đã mắc lỗi nghiêm trọng Không bảo vệ được cho con mình Bao giờ mở cuộc họp gia đình Đợi đến tịch trăm ngày đứa bé

An An. Ở đây chỉ có hai mẹ con mình. Có vài lời mẹ phải nói với con. Con không thể ly hôn được. Nếu con dám ly hôn, mẹ sẽ chết trước mặt con. Mẹ. Con với anh ta không kết hôn vì tình yêu. Thế con yêu ai? Tu Viễn à? người con yêu là dung chỉ nếu không thì con sẽ không khó chịu thế này phải con yêu anh ta nhưng con không thể ở bên anh ta con với anh ta mẹ con muốn đi nghỉ con thấy buồn ngủ cô kiều an xảy ra chuyện có liên quan đến cô không nó bị sao thế cô ấy bị đâm trên đường tan làm phải sinh non một đứa chết yểu dung chỉ dẫn cô ấy đi rồi cháu không thể đi thăm không biết cô ấy sao rồi hay nó bất cần quá chuyện này không liên quan gì đến cô cô vẫn chưa nghĩ xong kế hoạch làm thế nào nó đã sinh con rồi không phải cô thật chứ Thật mà Cháu đừng đang nghi nữa Cô là người cô Nâng yêu cháu từ nhỏ đến lớn Cháu nghi ngờ cô thế này Cô đau lòng lắm Cô Cô là người thân nhất của cháu trên đời Còn Kiều An là người cháu yêu nhất Cháu hy vọng cô biết Nếu cô làm hại cô ấy Tức là đang làm hại cháu Thế cô cướp nó từ chỗ dung chỉ về đây cho cháu nhé. Không cần đâu. Cháu có kế hoạch của mình. Lần này, cháu sẽ không thua Dung chỉ nữa. Tu Viễn, cô sẽ mở sẵn đường cho cháu. Những gì nhà họ Dung nợ chúng ta, cô sẽ bắt bọn họ trả lại. Từng chút một. Wow, <laughs> Kiều An, lần này vất vả cho cháu rồi. Cháu đã sinh cho ông một đứa chất ngoan ngoãn đáng yêu thế này, tiểu chất nhà mình là cháu trai trưởng. Sau này ở nhà họ Dung, cháu là to nhất. Lão gia, sau này bảo An An sinh thêm vài đứa chất nữa cho ông. Được, được, ha ha ha. Đứa bé đã làm tiệc trong ngày. Bao giờ mở cuộc họp gia đình? Cô nóng lòng ly hôn với tôi vậy à? Tôi nóng lòng thay anh mà. Cho dù tôi không nói, anh cũng sẽ đề nghị ly hôn. Dù sao anh vẫn muốn. Cưới điền điểm. Cô thật sự muốn ly hôn với tôi, đúng không? Sở dĩ tôi đề nghị như vậy là vì tôi không muốn có ngày anh ghét bỏ, nén đơn ly hôn vào mặt tôi, ép tôi ký tên. Phải. Đúng là tôi rất ghét cô tôi ghét cô mập mờ với dung tu viễn tôi ghét cô động tí là có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi tôi ghét cô ngày nào cũng nhắc đến ly hôn kiều an cô thật sự không hiểu gì hết ư đúng là tôi rất ghét cô tôi ghét cô mập mờ với dung tu viễn tôi ghét cô động tí là có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi tôi ghét cô ngày nào cũng nhắc đến ly hôn kiều an cô thật sự không hiểu gì hết ư ý anh ta nói có giống như ý mình nghĩ không nhỉ dung chỉ tay anh làm gì thế xin xin anh hãy tự trọng đang sơ cô lúc cô ở bên cạnh tôi tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô anh không phải anh đàn ông kỵ nhất là nói anh ta bất lực hay là đêm nay chúng ta thử đi tôi có chuyện muốn nói với anh tôi định từ ngày mai ở nhà làm việc hai tuần nữa quay về công ty làm việc cô là một nhân viên tốt nhưng cô không phải người mẹ hiền vợ đảm mẹ hiền vợ đảm có được nhận lương không tự chủ kinh tế mới là khởi đầu để một người phụ nữ được nhận sự tôn trọng với lại tôi là một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp lúc làm việc mới có thể quên đi nỗi buồn mỗi lần mưa đến đứa bé kia tôi đều rất hận bản thân an an đây không phải lỗi của cô. Cô có thể ở nhà làm việc. Nhưng phải đợi, nghỉ sinh xong, mới được đi làm. Tại, tại sao chứ? Tôi, tôi không cần cho con bú. Vào, vào lúc tôi không có nhà, mẹ và thím lưu đều có thể chăm đứa bé. Tôi hoàn toàn có thể đi làm. Tài xế gây tai nạn mất tích rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được. Hả, anh có ý gì? Lẽ nào đó không phải tai nạn? Có người muốn hại đứa bé, mọi tai nạn đều có thể là một âm mưu lớn. Hơn nữa hồi xưa thụ tinh nhân tạo có thể không phải do sự cố. Ý anh là bác sĩ kia cố tình nhiễm lẫn. Bác sĩ phẫu thuật cho cô lúc đó tên là Lưu Tuệ. Ngày thứ hai sau phẫu thuật đã gọi cho bệnh viện xin từ chức. Đến giờ vẫn chưa tìm được. Hơn nữa tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ta nhưng không có tin tức gì. Nếu thật sự là âm mưu, có phải giống như thẩm uyển tử tưởng đứa bé đã không còn? Lúc kẻ đó biết sự thật về đứa bé đã cho người đâm tôi khiến tôi xảy thai. Nên trước khi điều tra rõ sự việc, cô cứ ở nhà đi. Như vậy an toàn hơn. Xếp, vệ sĩ nhất thời lơ là, để bác sĩ đỡ đẻ cho phu nhân. Chạy mất rồi. Lúc tìm được, thì người đã chết, vô dụng. Tôi cần các cậu có ích gì chứ? Gần đây Dung Phương đang làm gì? Rất ít khi ra ngoài, nhưng ra ngoài, sau đó về nhà luôn theo dõi chặt vào vâng cô kiều sức khỏe cô hồi phục rất tốt cô có thể tự do hoạt động như bình thường rồi chủ nhiệm trần bác sĩ vương khiết đỡ đẻ cho tôi hôm nay có ở đây không vương khiết à dạo trước cô ấy qua đời rồi rất đột ngột hả tại sao lại qua đời vương khích cái gì cũng tốt chỉ là có tật xấu thích cá độ bóng đá nghe đồng nghiệp nói đêm đó cô ấy đang xem bóng ở quán bar nhất thời phấn khích cơ tim đột nhiên tắc nghẽn rất có thể đằng sau mọi tai nạn là một âm mưu lớn được cảm ơn chủ nhiệm trần Lúc đứa bé thứ hai chào đời Chỉ khóc một tiếng Rồi im bật luôn Bác sĩ Vương nói Đứa bé bị sặc nước ối Nên đã bế đến phòng cấp cứu Mẹ Mẹ nói xem có khi nào Đứa thứ hai vẫn chưa chết không Có khi nào đây cũng là âm mưu không Con đừng nghĩ nữa An an sau này có thể sinh tiếp Sinh thêm vài đứa à cô bình phục nhanh thật đấy lại trở về làm thiếu nữ thanh xuân rồi ngày nào tôi cũng ở nhà tập yoga nên hồi phục nhanh coi như cô ta may mắn tai nạn xe cũng không bị xảy thai lâu rồi không gặp giám đốc kiều bao giờ đi làm lại tôi đã xin xếp rồi từ tuần sau sẽ ở nhà làm việc nghe nói bộ sưu tập xuyên bán rất chạy tôi còn tưởng cô sẽ dùng thiết kế để đọ sức với tôi chứ không ngờ cốt lõi vẫn nằm ở việc bán sản phẩm ăn theo nhà thiết kế mà chắc chắn phải đem lại lợi nhuận cho công ty nhưng đây đều là sự sáng tạo không chỉ cần nghệ thuật còn cần đến marketing đây là bánh sầu riêng tôi làm mọi người nếm thử đi xin lỗi nhé tôi điền điềm không phải cô mang thai con sếp dùng đấy chứ tôi cũng không biết nhưng đúng là kinh nguyệt bị trễ nhiều ngày rồi nhưng trước giờ của tôi cũng không đều tên cặn bã dung chỉ nói gì mà mình không hiểu trái tim anh ta điền điềm đã mang thai rồi còn trì hoãn không chịu ly hôn xin lỗi nhé tôi đi trước đây tôi còn phải về nhà chăm con ấy mười người mẹ kế chín người xấu điền điềm xấu nhất không thể để cô ta làm mẹ kế của con mình con mình vẫn phải để mình chăm sóc không ly hôn quyết không khí tên có chết cũng không khí hôm nay đi dự tiệc mà không vui à bị cắm cái sừng to đùng trên đầu làm cổ không thể duỗi thẳng vui được chắc kiều an tối mai là sinh nhật anh buổi tối có thể cùng đi ăn không Không được trả lời, không được đi. Anh Dung Hãy đối xử với người khác như cái cách anh muốn họ đối xử với anh. Em cũng chưa từng có ý định sẽ tuân thủ đúng phép tắc tồi tệ của nhà họ Dung. Hơn nữa em cũng không định làm dâu của nhà họ Dung. Anh muốn em giữ đạo làm vợ. Vậy anh cũng phải giữ đạo làm chồng suốt ngày ôm ôm ấp ấp với tình đầu của anh. Con riêng cũng sắp ra đời tới nơi rồi. Anh còn mặt dày yêu cầu em sao? Đạo làm chồng Cái này Đạo làm chồng là gì? Đạo làm chồng là gì? Đạo làm chồng, đạo làm chồng là đàn ông phải giữ mình như ngọc, giữ mình trong sạch vì vợ, không được anh anh em em với các cô gái khác, còn nữa, gặp hồ ly tinh thì phải giữ tinh thần thép. Tuyệt đối không được đi quá giới hạn. Không được đi quá giới hạn. Sao vậy? em đang bắt đầu dạy chồng rồi sao? Em làm gì có năng lực đó? Dù sao với em mà nói vợ chồng với nhau buộc phải bình đẳng, nếu không chấm dứt. Chấm dứt. Đòi bình đẳng với anh. Em có tư cách không? Hửm. Phải. Em không có. Vì vậy anh đừng nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm nữa. Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải ly hôn. Em dám trả lời thử xem. đồ tồi, đồ tồi. Chắc hẳn là đã bị Dung Chỉ kiểm soát nên mới không trả lời tin nhắn của mình. Biết tại sao khi đó cháu lại thua nó không? Bởi vì cháu quá mềm lòng, chưa đủ tàn nhẫn. Nếu không phải cô, sao cháu lại mất đi kiểu an? Có lẽ đây là số trời sắp đặt. Cháu và Dung Chỉ vẫn còn một trận so tài nữa. Cô sẽ giúp cháu. Không cần. Tốt nhất là cô đừng nhúng tay vào. Cô. Tốt nhất là cô đừng giấu cháu làm bất cứ chuyện gì tổn thương tới Kiều An. Nếu không cháu sẽ bay về Mỹ, không bao giờ trở về nữa. Cái thứ khó làm nên việc lớn. Con yêu, ngủ thôi nào. nói với dung chỉ con của anh ta đang ở chỗ tôi nhị bảo chưa chết con mình vẫn còn sống dung chỉ đây là nhị bảo nó vẫn còn sống chắc chắn nó đã bị người ta bắt đi rồi an an em bình tĩnh lại đã em em không thể bình tĩnh được Bác sĩ đỡ đẻ cho em chết rồi Chắc hẳn là bị diệt khẩu Nhị bảo Họ bắt nhị bảo đi Nhất định là muốn uy hiếp anh Dung chỉ Anh sẽ cứu nhị bảo chứ Dung chỉ Dung chỉ Anh sẽ cứu nhị bảo chứ An an Anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này Có người không ngồi yên được nữa Định bắt đầu giở trò Em phải thông minh hơn chút Đừng tin mấy thứ vớ vẩn này Biết chưa Có phải anh vốn không định cứu nhị bảo Là vì điền điểm đã mang thai con của anh con của em chẳng là cái thá gì nữa sao? Hả? Đó là đứa con 10 tháng em mang nặng đẻ đau, sao anh lại không cần nó? Sao anh không cần nó? An an, an an. Em phải tin anh, bình tĩnh lại đã. Tin anh. Anh tới công ty trước. Mấy ngày tới em cứ ngoan ngoãn ở đây. Đừng đi đâu. Được không? anh không định nói việc điền điểm mang thai giả còn cả việc khiến cô ta trở về để chuyển rời sự chú ý của bên kia cho phu nhân biết sao cô ấy vừa mới ở cữ xong đừng làm ảnh hưởng tới cô ấy việc cậu cần làm hiện giờ là điều động người ở man thành nếu đứa bé mất một sợi tóc tôi sẽ khiến đám người đó chết không được yên vâng nhân tiện tung tin điền điểm đã mang thai ra ngoài hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tháng sau vâng Xếp dung. Còn cần đứa bé này không? Cũng chỉ là một đứa con thôi. Thêm nó cũng không nhiều, bớt nó cũng không ít. Con yêu. Bố con sẽ điều tra phải không? Bố sẽ tìm nhị bảo vệ phải không? Chúng ta nên tin tưởng bố phải không? Đúng không? cũng chỉ là một đứa con thôi, thêm nó cũng không nhiều. Tôi còn tưởng sếp Dung đã bí mật kết hôn với An Kiều rồi cơ. Nghĩ nhiều rồi. Một con khốn mập mờ với anh tôi thì có tư cách gì làm vợ tôi. Người tôi yêu là Điền Điềm. Anh không định cứu đứa con này sao? Không ai có thể uy hiếp tôi. Sếp Dung, anh và cô Điền. kia đính hôn, hai tháng nữa sẽ kết hôn. Sao lại gấp gáp như thế? Điền Điềm mang thai rồi. Tôi không muốn con tôi lại biến thành con riêng. Sếp Dung đúng là rất trung tình với con gái nhà họ Điền. Nếu muốn cứu con trai cô, hãy tới Man Thành, tôi sẽ cho cô gặp nó. Đừng để Dung chỉ biết. Sao anh lại lừa em? Anh biết nhị bảo vẫn còn sống từ trước rồi phải không? Có phải anh không hề muốn cứu nó? Anh có kế hoạch của mình. Kế hoạch của anh là kết hôn với Điền Điềm. Sinh thêm nhiều con phải không? Loại phụ nữ như em vốn không xứng sinh con cho anh. Vì vậy đứa con em sinh ra vốn không quan trọng đúng không? Vì vậy con của anh và Điền điểm Điềm mới là cục cưng phải không? Việc em cần làm là chăm sóc tốt cho đại bảo, không cần bận tâm tới những việc khác. Đó là Là đứa con 10 tháng em vất vả mang nặng đẻ đau Nó còn nhỏ như thế Lỡ như bị bệnh thì sao Lỡ như Lỡ như có người ngược đãi nó thì sao Theo hợp đồng Đứa con sinh ra đã không còn liên quan tới em nên ly hôn rồi cũng sắp tới buổi lễ đính hôn của anh rồi nhỉ có phải anh muốn em dùng đơn ly hôn làm quà chúc mừng anh không không cần nếu em muốn ly hôn giờ anh sẽ khiến em được như ý ký đi em định đi đâu nếu đã sắp ly hôn chúng ta cũng chẳng liên quan tới nhau nữa em không được đi đâu hết ở nhà cho anh dựa vào đâu anh lo em sẽ phá hỏng hôn lễ của anh sao yên tâm anh muốn lấy ai? Em chẳng hề quan tâm. Nếu em dám bước khỏi đây nửa bước, sau này đừng hòng gặp lại đại bảo nữa. Sếp, anh cứ muốn làm thế thật sao? Ai cũng không được làm hại Kiều An. dung chỉ an an mất tích rồi phải làm sao đây gì cơ sao lại như thế không biết nó nói nó muốn ra ngoài lại nói cái gì mà nhị bảo chưa chết thằng bé vẫn còn sống nói là bị người xấu bắt đi rồi nó muốn đi cứu thằng bé xong chạy đi luôn dung chỉ mau nghĩ cách đi mẹ mẹ đừng lo con về ngay đi thôi các người là ai rốt cuộc các người định làm gì kêu tôi tới đây lại không xuất hiện con tôi đâu con tôi đâu đi tới cuối đống đổ nát kia là có thể gặp được con cô nhị bảo là tiếng khóc của nhị bảo sao tôi không biết anh là ai nhưng tôi tới rồi trả kiều an và con cho tôi kiều an lâu rồi không gặp dung chỉ cô là cô thật sao ha ha không ngờ bây giờ cậu còn bằng lòng gọi tôi một tiếng cô ha ha sao cô lại làm như thế sao tôi lại làm như thế cậu về hỏi bố với ông cậu đi tại sao đều là người nhà họ dung họ lại tàn nhẫn với tôi như vậy là bởi chê tôi là con gái tôi vừa ra đời đã bị tống ra nước ngoài còn cả người chồng ở rể của tôi cũng bị họ ép tới chết cậu có biết tôi ngưỡng mộ đố kỵ với cậu nhường nào không ân oán của đời trước tại sao lại muốn đổ hết lên đầu tôi còn cả kiều an cô ấy không phải người nhà họ kiều cô ấy vô tội cô ta không hề vô tội cô ta đã sinh ra đứa con mang dòng máu của nhà họ dung cho cậu ngay chồng tôi mất tôi đã thể phải khiến nhà họ dung sụp đổ vì vậy tôi đã giúp đỡ lão nhị muốn nó thay thế cậu không ngờ nó lại vô dụng như thế cũng yêu người phụ nữ này bây giờ cô làm như thế cũng không nghĩ tới hậu quả phải không ha 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 hậu quả một người sắp chết thì gây ra hậu quả gì được. Ba năm trước, cậu may mắn thoát thân ở hải thượng. Hôm nay cậu không thoát được đâu. Ba năm trước cũng là cô làm sao. Điền mật cũng do cô giết. Đúng, không sai. Là tôi đấy. Cậu giận lắm hả? Ha ha ha. Ha 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 năm đó tôi trơ mắt nhìn chồng mình nhảy lầu chết trước mặt mình nhưng lại chẳng thể làm gì nỗi đau này người nhà họ dung các người cũng nên nếm thử dung chỉ cậu với người phụ nữ này xuống địa ngục gặp nhau đi đừng hà chuyện gì thế này sao lại như thế cô dừng tay đi điều khiển thật sự của quả bom đã bị cháu đổi lâu rồi tu viễn sao cháu lại làm thế chỉ cần cậu ta chết cháu có thể có được mọi thứ của nhà họ dung cô có thể giúp cháu có được mọi thứ của nhà họ dung ngoan mau đưa điều khiển thật cho cô cháu thừa nhận từ nhỏ cháu đã đố kỵ với dung chỉ vì đã có được mọi thứ cháu không có cháu cũng từng có ý định cướp hết mọi thứ của nó nhưng dù sao chúng cháu cũng đang chảy chung một dòng máu cháu với nó là anh em anh em chảy chung một dòng máu anh em ha 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 cô đủ rồi <laughs> kiều an kiều an kiều an Kiều An con. An An con đâu? An An, con đã an toàn rồi. An toàn rồi. Kiều An. Trải qua nhiều chuyện như thế. Anh nhận ra. Thế giới của anh không thể không có em. Không thể nào. Anh cũng sắp lấy điền điểm rồi. Đó là anh lừa em. Đó đều là cú lừa để dụ người ta ra ngoài. Sao anh có thể? Không cần em đi lấy người khác được kiều an anh yêu em ngày vui của hai người đừng xịn mặt nữa cười lên đi sao lại có người phụ nữ vô tâm như vậy chứ An. Em thật sự không hiểu gì sao? Chúng ta về nhà nhé. Hình như em cũng yêu anh rồi.